Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 242. Nàng ấy lắc đầu cười, tự cổ chí kim có vô số thế lực hùng mạnh bị hủy diệt bởi chính sự kiêu ngạo của mình. Diệp công tử hôm nay xem như đã dạy cho thái sơ tộc ta một bài học rồi. Diệp Huyên cười, chăn tử cô nương không trách ta giết tộc nhân của cô là tốt rồi. Thái sơ chăn cười rồi chuyển chủ đề, ta được biết chủ nhân bút đại đạo nói ngươi mang tỷ tỷ đi. Diệp Huyên gật đầu. Thái sơ chăn nhìn Diệp Thiển Thiển, công tử có biết ý đồ của y không? Diệp Huyên, thái sơ chăn cô nương có thể nói thử xem. Thái sơ chăn cười, chủ nhân bút đại đạo thật ra cũng xấu tính lắm. Diệp Huyên sửng sốt. Thái sơ chăn lại rút ra một cái đùi gà khác để nướng, thái sơ tộc ta cho đến nay có 36 cường giả địa chi cảnh, 638 chi cảnh, cổ đạo cảnh thì mấy trăm nghìn là ít. Quy mô phát triển của chúng ta là rất lớn, hiện đã cai trị mấy trăm nghìn vũ trụ cỡ lớn, còn vũ trụ cỡ vừa và nhỏ thì đếm không xuể. Có thể nói, nếu chủ nhân bút đại đạo không ra tay, thực lực của thái sơ tộc ta hoàn toàn có thể vượt qua đạo môn ở thái sơ giới. Đã vậy chúng ta còn không ngừng mở rộng, hiện đã đến vũ trụ đạo trong truyền thuyết, một nơi chúng ta chưa từng tiếp xúc trước kia. Nàng ấy mỉm cười, ta nghĩ chủ nhân bút đại đạo không hề muốn chúng ta mở rộng đến nơi ấy. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Thái sơ chăn khẽ cười, việc này thì phải hỏi y rồi. Diệp Huyên hạ giọng, nếu y không muốn các cô mở rộng thì chỉ cần ngăn cản là được mà. Thái sơ chăn cười, ngăn cản kiểu gì? Ra lệnh cho chúng ta ư? Diệp Huyên gật đầu. Thái sơ chăn lắc đầu, không được đâu. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Thái sơ chăn cười, vì chúng ta không hề làm rối loạn trật tự của y. Khác với quá khứ tông, thái sơ tộc ta luôn tuân thủ trật tự, vậy thì chủ nhân bút đại đạo lấy gì để cấm? Diệp Huyên nhìn nàng ấy, các cô đang không ngừng mở rộng và phát triển trong phạm vi trật tự của y. Thái sơ chăn gật đầu, đúng thế. Mà khi chúng ta không hề vi phạm trật tự, y mà ra tay thì sẽ dẫn đến ảnh hưởng khôn lường. Bởi tuân thủ trật tự mà cũng bị trừng phạt thì sau này còn ai dám làm theo? Diệp Huyên, vậy nên y mới muốn thái sơ tộc xảy ra nội loạn. Thái sơ chăn nhìn hắn, cong môi, chỉ là một nguyên nhân trong đó mà thôi. Diệp Huyên tò mò, chăn tử cô nương này, các cô và quá khứ tông thì ai mạnh hơn? Thái sơ chăn bật cười, ở quá khứ giới, chúng ta đánh không lại họ, ra ngoài rồi, chúng ta đè bẹp họ. Diệp Huyên nheo mắt, quá khứ giới. Thái sơ chăn gật đầu, một nơi rất đặc biệt, sau này Diệp công tử nhớ đừng tùy tiện đi đến. Bởi ở nơi ấy, quá khứ tông gần như vô địch. Đừng cho rằng ta đang nói quá, bọn họ ở quá khứ giới kinh khủng lắm, Diệp Huyên im lặng. Thái sơ chăn tiếp tục, ân oán giữa ta và tỷ tỷ nói ra thì rất dài, nhưng ta thấy không cần phải nói thủ sự oán cũ nữa. Nàng ấy đứng dậy, tỷ tỷ ta nói muốn theo ngươi đi học, ta thấy cũng được phết. Diệp công tử yên tâm, từ giờ trở đi, thái sơ tộc sẽ không đến gây phiền toái cho các ngươi nữa. Rồi nàng ấy mỉm cười với Diệp Thiển Thiển, tỷ tỷ thân yêu thật sự muốn đi học mà, phải không? Lời này khiến Diệp Huyên thở dài trong lòng. Lần này hắn và Diệp Thiển Thiển đã rơi vào thế bị động rồi. Hắn không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ kẻ địch thông minh, biết phải trái. Diệp Thiển Thiển nghe nói vậy thì chỉ lẳng lặng ngẩng đầu lên. Thái sơ chăn cười, chỉ là không biết tỷ tỷ thật sự muốn đi học, hay muốn mượn sức Diệp công tử nhỉ? Diệp Thiển Thiển hơi cúi đầu, siết lấy tay Diệp Huyên. Thái sơ chăn còn toan nói tiếp thì cô bé chợt ngẩng đầu lên. Diệp Huyên lập tức cảm thấy lạnh cả người. Diệp Thiển Thiển khép hai ngón tay lại, thọc về phía Thái sơ chăn. Nàng ta nheo mắt, cũng đáp lại bằng chiêu tương tự. Ầm! Một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ khắp tinh không khi hai ngón tay chạm vào nhau, khiến Diệp Huyên đứng cạnh bên cũng bị đẩy văng ra mấy trăm trượng. Khi dừng lại, tất cả tinh vực trong tầm nhìn của hắn đã bị xóa sổ sạch sẽ. Diệp Huyên cả kinh, vội vàng nhìn về nơi Diệp Thiển Thiển và Thái Sơ Chăn đứng. Cả hai đã cách nhau tầm trăm trượng. Mặt Diệp Thiển Thiển như phủ một tầng xương, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, không còn vẻ sợ sệt của một cô bé trước đó nữa. Thái Sơ Chăn khẽ cười, thì ra Thái Sơ thần cốt của tỷ tỷ đã mọc lại rồi, nên mới dám nhờ Diệp công tử đưa về tộc. Chỉ thấy Diệp Thiển Thiển nắm tay lại.
một luồng sức mạnh khủng khiếp ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó bị nàng đấm về trước. Quỳnh! Hàng triệu đạo quyền theo cú đấm này tuôn trào mà ra, khiến tinh hà biến mất. Đồng tử Diệp Huyên cơ rụt lại, bởi vì cú đấm này chứa đầy khí thế của một bà chủ vô địch, như có hàng triệu con hùng sư đồng loạt lao ra. Một lần nữa, hắn cảm thấy mình bé nhỏ biết bao. Nhưng điều này không khiến hắn tức giận, ngược lại càng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Phải gặp cường giả chân chính mới biết mình còn thiếu hụt ở đâu, mới có khát khao được trở nên mạnh hơn. Ở nơi xa, ánh mắt Thái Sơ Chân cũng mang theo vài phần trầm trọng hiếm thấy khi đối mặt với cú đấm của Diệp Thiền Thiền. Nàng ta khép những ngón bên bàn tay phải lại rồi vươn về trước. Động tác này khiến hàng loạt phù văn cổ xưa xuất hiện trong tinh không. Uính! Hai cô gái đồng thời lui lại, vô số quyền mang nện vào phù văn khiến chúng rung lên bần bật, nhưng vẫn vững vàng không ngã. Thái Sơ Chân cười với Diệp Thiền Thiền, tỷ tỷ thân yêu, bao năm qua ta đây cũng không hề ăn no chờ chết đâu. Nói rồi bất thình lình tung cú đấm. Ầm! Phù văn dán vào tay phải Thái Sơ Chân, hóa thành quyền mang ồ ạt túa ra như thác lũ. Có thác đổ. Tất cả quyền mang của Diệp Thiền Thiền bị đập vỡ, bản thân nàng cũng bị liên tục đẩy lui đi hàng trăm nghìn trượng. Khi dừng lại rồi, Diệp Thiền Thiền ngẩng đầu nhìn Thái Sơ Chân, chậm rãi nắm tay phải lại, thả ra khí thế ngút trời. Ầm ầm ầm. Tinh hà vô tận cũng tỏ ra bé nhỏ trước mặt nàng. Thái Sơ Chân khẽ cười, nhấc chân bước tới. Xoẹt. Nàng ta hóa thành một tia sáng bắn vụt đi. Diệp Thiền Thiền nheo mắt, lại tung ra thêm một cú đấm. Ầm. Những tia sáng kia lập tức bị chôn vùi. Nhưng bản thân Diệp Thiền Thiền cũng phải lui lại thêm mấy trăm nghìn trượng. Khi dừng lại, sắc mặt nàng đã trắng bệch như giấy. Mà Thái Sơ Chân vẫn giữ thần sắc như thường. Diệp Huyên thấy vậy thì khẽ lắc đầu. Sức mạnh của Diệp Thiền Thiền lúc này tuyệt đối không bằng Thái Sơ Chân. Nhưng thế là bình thường, bởi vì bao năm qua Diệp Thiền Thiền vẫn luôn ở quy khư chi địa, còn Thái Sơ Chân thì dốc lòng tu luyện bên ngoài, thử hỏi Diệp Thiền Thiền làm sao có thể bì được với đối phương. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, bèn nói với họ, hai vị cứ tiếp tục đánh, ta còn có việc, cáo từ trước. Hắn quyết định không nhúng tay vào mớ bòng bong của Thái Sơ tộc này nữa. Thái Sơ Chân nghe vậy thì cong môi thành một nụ cười. Nàng ta không quan tâm đến Diệp Thiền Thiền lắm mà chỉ để tâm đến Diệp Huyên người đã khiến cả quá khứ tông cũng phải chật vật này. Mà Diệp Huyên nói đi là đi, không hề dừng lại. Bỗng nhiên, Diệp Thiền Thiền xuất hiện chặn đường hắn. Hắn cười hỏi, ta nên gọi cô là Thái Sơ Tĩnh hay Diệp Thiền Thiền đây? Diệp Thiền Thiền lẳng lặng nhìn lên. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi nói, Thái Sơ Tĩnh hay Diệp Thiền Thiền cũng được. Duyên phận giữa chúng ta nên chấm dứt ở đây rồi. Lại nghe Diệp Thiền Thiền nói, ta không hề muốn lợi dụng ngươi. Diệp Huyên, nếu thật là vậy thì cô đã không để ta đến Thái Sơ tộc rồi. Diệp Thiền Thiền, ta đã nói không đi nữa mà. Diệp Huyên, nhưng mới nãy cô lại đổi ý. Diệp Thiền Thiền lắc đầu, ta sẽ đi, nhưng ta cũng sẽ không để người theo. Diệp Huyên im lặng. Diệp Thiền Thiền, mối thù năm đó, ta không thể buông. Diệp Huyên thở dài, ta tạm thời xem cô là Diệp Thiền Thiền vậy. Nhà đầu à, muội bây giờ không phải là đối thủ của Thái Sơ Chân cô nương. Hắn cảm nhận được có những cường giả cực kỳ mạnh đang âm thầm ẩn nấp khắp bốn phía. Bọn họ cũng là người Thái Sơ tộc. Thái Sơ Chân hiện giờ là tộc trưởng. Từ thực lực cho đến thế lực đều hoàn toàn không phải thứ Diệp Thiền Thiền có thể chống lại. Diệp Thiền Thiền nhìn hắn, huynh không hiểu được. Diệp Huyên gật đầu, ta biết muội không buông bỏ được mối thù, ta cũng sẽ không khuyên muội làm vậy, bởi ta chưa từng trải qua những chuyện muội phải trải qua. Ta chỉ nói rằng muội lúc này không phải là đối thủ của cô nương kia. Diệp Thiền Thiền im lặng. Diệp Huyên nhìn nàng, ta cho muội một lựa chọn, nếu đồng ý theo ta về thư viện học tập, Thái Sơ tộc sẽ không thể tìm đến muội gây phiền hà. Bằng không thì chúng ta đường ai nấy đi, không còn duyên phận. Diệp Thiền Thiền im lặng. Thái Sơ Chân đứng ở bên chợt bật cười, tỷ tỷ nên nghe lời Diệp công tử đi. Có Thái Sơ thần thể trong tay, ngươi chỉ cần dùng vài năm để phát triển, sức mạnh chắc chắn sẽ vượt qua ta. Còn liều chết với ta bây giờ ấy à? Thứ cho ta nói thẳng,
nếu không có Diệp công tử tương trợ, người đến một phần khả năng thắng lợi còn không có. Diệp Thiền Thiền hướng ánh mắt đầy thù hận nhìn nàng ta. Lại thấy Thái Sơ Chăn cong môi, ngươi là người thẳng tính, nhưng thẳng quá dễ gãy, không tốt chút nào. Nếu ta là ngươi thì sẽ đi theo Diệp công tử, tập trung phát triển. Tránh mặt tạm thời cũng đâu phải gì đáng xấu hổ. Diệp Huyên nhìn Thái Sơ Chăn, thầm cảm thán người này xấu bụng không phải dạng vừa đâu. Lời nói tưởng như là đang khuyên nhủ, nhưng thật ra là đang khích tướng Diệp Thiền Thiền. Diệp Huyên đưa Diệp Thiền Thiền về nhà đã là tận tình tận nghĩa, nếu nàng thật sự muốn ra tay thì hắn tuyệt đối sẽ không tự dầm mình trong vũng nước đục này nữa. Mà sức mạnh Diệp Thiền Thiền lúc này rõ ràng không bằng Thái Sơ Chăn, nếu cứ muốn liều chết thì Diệp Huyên cũng hết cách. Dù sao hắn cũng không có thâm thù đại hận gì với Thái Sơ tộc mà. Diệp Thiền Thiền nhìn Thái Sơ Chăn chằm chằm một hồi, bỗng cười lên, ngươi nói phải, ta nên tập trung phát triển mới được. Đoạn quay sang Diệp Huyên, ta cùng huynh về thư viện Quan Huyên đi học. Lời này khiến nụ cười trên mặt Thái Sơ Chăn kém tươi hẳn. Diệp Huyên nhìn Diệp Thiền Thiền, nghe nàng nói, đi thôi. Hắn gật đầu, đoạn nói với Thái Sơ Chăn, Chăn tử cô nương, có rảnh thì đến thư viện Quan Huyên làm khách nhé. Thái Sơ Chăn mỉm cười đáp, được thôi. Diệp Huyên lại gật đầu rồi mang Diệp Thiền Thiền rời đi. Lại thấy Diệp Thiền Thiền quay đầu nói với Thái Sơ Chăn, muội muội ngoan, lần này ta đến thư viện sẽ chăm chỉ học hành, đợi xong rồi sẽ trở về thăm ngươi. Hai chữ cuối được đặc biệt nhấn mạnh. Nụ cười trên mặt Thái Sơ Chăn phai đi khi nhìn theo họ. Bỗng một ông lão xuất hiện bên cạnh nàng ta, liếc mắt nhìn nơi xa rồi thấp giọng nói, tộc trưởng, nếu chúng ta cùng ra tay, chắc chắn có thể bắt nàng lại. Thái Sơ Chăn lạnh lùng nói, một mình ta là đủ. Ông lão, là vì thanh niên kia. Thái Sơ Chăn, Thái Sơ tộc ta tuyệt không thể trêu vào hắn lúc này. Ông lão, vì sao? Thái Sơ Chăn nhìn lão, vì hắn có chống lưng. Đoạn nàng ta xoay người rời đi, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, cấm tất cả mọi hành vi gây sự với thư viện Quan Huyên. Kẻ vi phạm, băm nát nhục thân, nhốt linh hồn vào âm ngục. Nhốt linh hồn vào âm ngục. Ông lão kia biến sắc. Cái nơi ấy, hoàn toàn không tốt đẹp gì cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, Diệp Huyên đã đưa Diệp Thiền Thiền về thẳng thư viện. Trở lại rồi, hắn nói với nàng, muội ở đây, cứ việc an tâm mà đi học. Diệp Thiền Thiền gật đầu, ngẩng lên nhìn hắn, cảm ơn. Nàng biết nếu không phải có Diệp Huyên thì Thái Sơ Chăn đã không tha cho nàng rồi. Diệp Huyên cười, không cần thiết, sở dĩ ta giúp muội là hy vọng sau này muội có thể giúp ta mà thôi. Tuy Diệp Thiền Thiền hiện nay không bằng Thái Sơ Chăn nhưng hắn biết cô nương này về sau sẽ đáng sợ vô cùng. Diệp Thiền Thiền gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh, ta cần chút đạo tinh để tu luyện. Diệp Huyên đẩy một chiếc nhẫn chứa đồ sang. Diệp Thiền Thiền nhìn vào trong, nói cảm ơn. Diệp Huyên cười, không có chi. Rồi xoay người rời đi. Bỗng nghe Diệp Thiền Thiền nói, thật ra ta đã lấy lại ký ức từ lâu. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Diệp Thiền Thiền, huynh phải cẩn thận. Chủ nhân bút đại đạo không hề muốn rèn luyện huynh gì hết mà chỉ đang tăng thêm vô số nhân quả trên người huynh, hòng tiêu hao khí vận của huynh. Một khi nó cạn kiệt, huynh có thể sẽ biến mất. Diệp Huyên cau mày, khí vận. Diệp Thiền Thiền, cũng chính là bút vận trong truyền thuyết, hay còn gọi là đọc vận. Lời này vừa ra, đồng tử nàng đã co rụt lại, cổ họng như bị thứ gì bóp nghẹt, không thể lên tiếng. Làm càn. Một tiếng quát vang lên từ bên trong thư viện, sau đó là kiếm quang phóng vút lên cao. Xoẹt. Như có thứ gì đó bị chém vỡ trong thiên địa. Diệp Thiền Thiền đổ sụp xuống, được Diệp Huyên đỡ lấy. Mặt nàng ta không còn hột máu, như đang có thứ gì trôi đi khỏi cơ thể. Ánh mắt Diệp Huyên lạnh đi, chủ nhân bút đại đạo. Tiểu bút chợt lên tiếng, không phải chủ nhân, là thiên cơ đạo cơ. Cô gái này tiết lộ thiên cơ nên bị nó trừng phạt. Nó vốn trông coi thiên cơ đạo, ngạo mạn vô cùng. Diệp Huyên quay phát lại, mẹ mày, người của ông mà cũng dám động vào. Thanh Nhi, chặt đầu thiên cơ đạo xuống cho ta làm cái bô. Tiểu bút, nghe thấy lời của Diệp Huyên, Thanh Khâu ở phía xa mở lòng bàn tay,
kiếm Thanh Huyên đột nhiên bay vào tay nàng ấy. Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một khắc sau, kiếm Thanh Huyên trong tay nàng ta đột nhiên chém xuống một kiếm, mở. Oanh! Sau chiêu kiếm, một tia kiếm khí phá không bay đi, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà lập tức nứt ra, một khe hở lớn chừng mấy trăm nghìn trượng xuất hiện trong tinh không. Trong khe hở to lớn đó, có một cô gái đang lạnh lùng nhìn Thanh Khâu. Người này chính là Thiên Cơ Đạo trong truyền thuyết. Điều khiển thiên cơ. Đây là một người có chức vị vô cùng cao trong đạo đình, quản lý Thiên Cơ Đạo. Thanh Khâu nhìn Thiên Cơ Đạo, khẽ mỉm cười, không ngại cho ta mượn đầu của cô dùng một chút chứ. Thiên Cơ Đạo nhìn chằm chằm Thanh Khâu, sau đó nâng tay phải chỉ vào đầu mình, cười khẽ, đầu ở đây, có bản lĩnh thì đến lấy đi. Thanh Khâu nhếch môi, vậy ta lấy ngay đây. Dứt lời, nàng ấy mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đột nhiên bay ra. Vụt! Một tia kiếm quang như sấm bay thẳng vào trong khe hở kia. Một chiêu kiếm tung hoành triệu dặm. Sâu trong khe hở, con người của Thiên Cơ Đạo chợt co lại, nàng ấy đè tay phải về phía trước, trong nháy mắt, vô số thần lực thiên cơ thần bí kéo đến, lúc này, vũ trụ với tinh hà vô tận cũng đang rung động. Vô số cường giả đều nhìn về phía sâu trong tinh không, tỏ vẻ khiếp sợ. Kiếm đến. Xoẹt. Chiêu kiếm phá vỡ mọi thứ, cuối cùng, chiêu kiếm xuyên thẳng qua tay phải của Thiên Cơ Đạo, sau đó từ tay phải xuyên đến cổ họng của nàng ta. Phụt. Một tia máu tươi bắn ra, thân thể Thiên Cơ Đạo lập tức bị cố định. Thiên Cơ Đạo trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin. Lúc này, Thanh Khâu chắp ngón tay vụt lên. Phụt. Đầu của Thiên Cơ Đạo tách ra khỏi cơ thể, sau đó, kiếm Thanh Huyên mang theo đầu của Thiên Cơ Đạo biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở ngay trước mặt Thanh Khâu. Trong tinh không, khe hở kia đột nhiên biến mất, mọi thứ trở về như ban đầu. Thanh Khâu cầm đầu của Thiên Cơ Đạo đi tới trước mặt Diệp Huyên, dù Thiên Cơ Đạo chỉ còn lại đầu, nhưng vẫn chưa chết hẳn, vì linh hồn của nàng ta đã bị Thanh Khâu dùng kiếm Thanh Huyên giam giữ trong đầu. Thiên Cơ Đạo nhìn chằm chằm Thanh Khâu như đang nhìn ma quỷ. Thanh Khâu nhìn Diệp Thiển Thiển dưới đất, nàng ấy chắp ngón tay, một tia kiếm quang bay vào người cô bé. Oanh! Thân thể Diệp Thiển Thiển không ngừng run rẩy, lực lượng thần bí trong cơ thể lập tức bị chém đi. Diệp Thiển Thiển dần trở lại bình thường. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, không sao chứ? Diệp Thiển Thiển lắc đầu, cười tự giễu, muội quá yếu. Diệp Huyên nói, cứ từ từ, dù sao muội cũng đã ở trong quy khư chi địa lâu như thế rồi mà. Diệp Thiển Thiển gật đầu, cái cô bé thiếu nhất bây giờ chính là thời gian, chỉ cần đủ thời gian, cô bé hoàn toàn có thể trở thành người mạnh nhất trong thiên địa này. Diệp Huyên đột nhiên xoay người nhìn về phía Thiên Cơ Đạo đó, Thanh Khâu, treo đầu nàng ta trước cửa thư viện Quan Huyên, sau này, người của thư viện Quan Huyên ta không thuộc sự quản lý của chủ nhân Bút Đại Đạo. Ai dám nói gì, ta sẽ giết người đó. Thanh Khâu gật đầu, được. Nói xong, nàng ấy chắp ngón tay chỉ về phía trước, đầu của Thiên Cơ Đạo bay thẳng lên cửa của thư viện Quan Huyên. Thiên Cơ Đạo không ngừng gào thét, thà chết vinh còn hơn sống nhục, Diệp Huyên, người có gan thì giết ta đi. Diệp Huyên không thèm quan tâm đến Thiên Cơ Đạo, hắn nhìn về phía Thanh Khâu, nhà đầu, muội biết cái gì là bút vận không? Thanh Khâu im lặng một lát rồi đáp, ta không biết những thứ này. Diệp Huyên cạn lời. Ngoài chuyện của thư viện và hắn, nhà đầu này hoàn toàn không quan tâm đến những điều gì khác. Lúc này, Bút Đại Đạo chợt nói, thật ra thì cậu có thể hỏi ta, dù ta không bằng lúc trước, nhưng trước đây dù gì ta cũng từng đi theo chủ nhân, nói là kiến thức uyên bác cũng không quá đáng. Diệp Huyên nói trong lòng, vậy bút vận là gì? Bút Đại Đạo hỏi, cậu biết đến hiện tại, ai là người có bút vận lớn nhất không? Diệp Huyên đáp, không biết. Bút Đại Đạo khẽ thở dài, chính là muội muội của cậu, Thiên Mệnh váy trắng. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày. Bút Đại Đạo nói tiếp, bút vận sinh ra có liên quan với chủ nhân, nhưng đã lâu rồi không bị chủ nhân kiểm soát nữa. Thật ra thứ này rất huyền diệu đến mức độ nào biết không? Huyền ảo đến mức dù là chủ nhân cũng hoàn toàn không thể kiểm soát được nó. Cô gái kia nói đúng, nếu bút vận của cậu bị tiêu hao hết thì đã là lúc cậu toi đời rồi. Xét từ một mức độ nào đó, thật ra hiện tại bút vận của muội muội cậu đang dẫn dắt cậu, bút vận của nàng ta quá kinh khủng,
Kinh khủng đến mức dù là chủ nhân cũng không thể làm gì nàng. Đương nhiên nếu xét về thực lực, có lẽ nàng hoàn toàn không quan tâm những điều này, vì dù là ở thời đại của phụ thân cậu, bút phận của phụ thân và đại ca của cậu là kinh khủng nhất, nhưng hai người họ liên thủ cũng không thể tiêu diệt muội muội của cậu. Nói đến đây, nó khẽ thở dài. Cậu bây giờ vẫn chưa thể biết thứ này có ý nghĩa gì đâu. Ta chỉ có thể nói rằng người này thật sự rất đáng sợ. Vì ở thời đại của phụ thân cậu, nàng không có bút phận, nhưng nàng vẫn có thể không chết, vẫn có thể mạnh mẽ như thế. Dù là phụ thân cậu và đại ca của cậu cũng phải bó tay. Nếu không vì trong lòng nàng có cậu, có lẽ trận chiến đó đã làm mới tam quan của ta rồi. Mà bây giờ, nàng không chỉ có bút phận mà còn là mạnh nhất. Ta đã không thể hình dung được sức mạnh của nàng nữa rồi. Nói một cách đơn giản là có thì vô địch, không có vẫn vô địch. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, chủ nhân huynh đang có ý đồ với bút phận của ta à? Tiểu Bút đáp, ta không biết. Tiểu Tháp đột nhiên chen miệng vào, tiểu chủ, chắc chắn là nó biết. Tên này có ý đồ tạo phản, ta đề nghị người biến nó thành kiếm, sau đó hấp thụ hết đi. Tiểu Bút. Diệp Huyên chần chừ một lát rồi hỏi, có thể biến thành kiếm à? Tiểu Bút. Tiểu Tháp đáp, tiểu chủ, ta phải nói người mấy câu, ta cảm thấy người đừng quan tâm đến những việc này làm gì. Người phải học theo phụ thân của người là xem thường sống chết, không phục thì đánh, quan tâm nhiều thế làm gì. Diệp Huyên cười to, nói có lý. Bút phận. Bỏ mẹ cái bút phận đó đi. Hắn quan tâm mấy thứ nhảm nhí này làm gì? Không nghe tiểu Bút nói à? Trước đây Thanh Nhi không có bút phận, chẳng phải nàng vẫn vô địch sao? Mà bây giờ, nàng còn là người có bút phận mạnh nhất. Bút phận này cũng giống như mối quan hệ vậy, người có thực lực, có tiền, mối quan hệ sẽ rộng, nếu không có tiền, không có thực lực, thì bên cạnh có mấy ai đâu. Tiểu Bút đột nhiên nhỏ giọng thở dài, có người chống lưng đúng là tốt quá, ta cũng muốn có. Lúc này, Thanh Khâu chợt cất lời, ca ca, huynh xem thử kiếm ý nhân gian của huynh đi. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn mở lòng bàn tay, kiếm ý nhân gian đột nhiên bay ra từ trong lòng bàn tay, khi nhìn thấy nó, Diệp Huyên sửng sốt. Vì hắn phát hiện, kiếm ý nhân gian này trở nên mạnh hơn rất nhiều. Thanh Khâu cười khẽ tốt rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, kiếm ý này của ta. Thanh Khâu đáp, ta đã sắp xếp lại đạo môn, trật tự đạo môn của vũ trụ này đều đã bị ta đổi thành trật tự nhân gian, tất cả mọi người đều không còn tín ngưỡng chủ nhân bút đại đạo nữa, mà là kiếm chủ nhân gian. Vì thế, tín ngưỡng chi lực của huynh sẽ được tăng cường. Nói xong, nàng ấy quan sát Diệp Huyên, sau đó cười nói, bây giờ chỉ mới bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày. Kiếm ý nhân gian của huynh sẽ tăng lên với một tốc độ vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hỏi lại, thật ư? Thanh Khâu gật đầu, đúng thế. Chẳng những thế, trật tự của những thế giới ở vũ trụ quan huyên còn lại cũng bắt đầu thay đổi. Nói cách khác, một khoảng thời gian sau, kiếm ý nhân gian của huynh sẽ liên tục tăng mạnh. Về phần sẽ tăng đến mức độ nào, ta cũng không đoán trước được. Nói xong, nàng ấy cười khẽ ca ca. Có thể đi mở ra một vũ trụ mới rồi. Diệp Huyên cười to, có thể, hoàn toàn có thể, ha ha. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, kiếm ý nhân gian xuất hiện một lần nữa, Thanh Khâu nói đúng, kiếm ý nhân gian thật sự ngày càng mạnh hơn rồi. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên không thể không nói một câu, lợi hại. Thành lập thư viện lâu như thế, cuối cùng kiếm ý nhân gian này cũng thay đổi rồi. Dù mục đích xây dựng thư viện của hắn đúng là vì chúng sinh, nhưng nếu có thể nhận được lợi ích, đương nhiên hắn cũng sẽ không từ chối. Diệp Huyên hắn cũng không phải là thần thánh. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nhìn thoáng qua kiếm Thanh Huyên, sau đó nói, thanh kiếm này cũng nên mở phong ấn rồi. Diệp Huyên vội hỏi, mở phong ấn thế nào? Hắn biết thanh kiếm này vẫn chưa hoàn toàn mở phong ấn. Nếu có thể hoàn toàn mở phong ấn, chắc chắn uy lực của kiếm Thanh Huyên sẽ vô cùng đáng sợ. Thanh Khâu nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, kiếm này phải do huynh tự mở phong ấn. Diệp Huyên sửng sốt, ta tự mở. Thanh Khâu gật đầu, thanh kiếm này do nàng đặc biệt làm ra cho huynh, chỉ huynh mới có thể mở phong ấn. Có hai cách mở, cách thứ nhất là không ngừng bồi dưỡng nó, để nó hấp thụ linh hồn mạnh mẽ, đến một mức độ nhất định, nó sẽ tự mở phong ấn.
Cách thứ hai là tâm cảnh kiếm đạo của huynh đột phá, để nó sinh ra cộng hưởng với huynh, như thế, nó cũng có thể đột phá. Phải biết rằng, kiếm mạnh là do người. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Thanh Khâu trả kiếm Thanh Huyên lại cho Diệp Huyên, sau đó nói, ta đi làm việc đây. Dứt lời, nàng ấy nhìn Diệp Thiền Thiền bên cạnh, người đi theo ta. Diệp Thiền Thiền nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó rời đi cùng Thanh Khâu. Diệp Huyên đứng tại chỗ quan sát kiếm Thanh Huyên, một lát sau, hắn hỏi, tiểu hồn, người có thể tự tu luyện rồi đột phá không? Tiểu hồn im lặng một lát rồi đáp, ta vẫn nên đợi tiểu chủ giúp ta đột phá thì hơn. Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt, người không thể lười như thế được. Tiểu hồn do dự, sau đó nói, ta tu luyện rất chậm. Hơn nữa một khi tiểu chủ đột phá, ta sẽ có thể đột phá, ta vẫn nên ngồi đợi thì hơn. Diệp Huyên lập tức thấy hơi đau đầu. Tiểu bút học theo tiểu tháp, tiểu hồn cũng học theo tiểu tháp. Tiểu tháp này đúng là phần tử tha hóa. Cũng không biết nó học theo ai nữa. Lúc này, thời không trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nứt ra, một hư ảnh xuất hiện, người đó chính là Ám Quân. Thấy Ám Quân, Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó hỏi, Ám Quân, chuyện gì khiến ngươi hốt hoảng thế? Ám Quân vội vàng run rẩy nói, Diệp Thiếu, các chủ gặp nguy hiểm. Mau đi theo ta. Tần Quan, nguy hiểm. Diệp Huyên kinh ngạc. Tần Quan, nghe thấy lời của Ám Quân, Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, nàng đang ở đâu? Ám Quân lo lắng nói, đi theo ta. Dứt lời, hắn ta lập tức kéo theo Diệp Huyên cùng biến mất. Diệp Huyên đột nhiên dừng lại trong tinh không, hắn đặt tay phải lên bả vai Ám Quân, cho ta một vị trí. Ám Quân vội vàng gật đầu, trong đầu xuất hiện một tinh không tĩnh lặng. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt, thần thức tiến vào đầu Ám Quân, một lát sau, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn rung động dữ dội, hai người nhanh chóng biến thành một tia kiếm quang cùng biến mất. Trong đường hầm thời không, một tia kiếm quang lóe lên. Diệp Huyên chợt nhíu mày. Kiếm Thanh Huyên có thể bỏ qua cản trở của thời không, di chuyển trong tinh vực vô tận, vì sao hắn không thể vận dụng chức năng đặc biệt này vào trong kiếm kỹ? Lấy người làm tọa độ, giết chết bằng một kiếm. Sau mấy giây, Diệp Huyên và Ám Quân xuất hiện trong một vùng tinh không, Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, việc cấp bách là cứu Tần Quan. Sắc mặt Ám Quân vô cùng khó coi, không thấy đâu nữa. Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn một vòng xung quanh, sau đó hỏi, đây là đâu? Ám Quân trầm giọng nói, biên giới vũ trụ đảo. Vũ trụ đảo. Diệp Huyên sửng sốt. Hắn từng nghe Thái Sơ Chăn nhắc đến nơi này, đây là nơi Thái Sơ tộc muốn chinh phục. Sao Tần Quan lại chạy đến đây? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó cất lời, nói cụ thể tình hình đi. Ám Quân nói với giọng điệu nặng nề, tiểu thư xây dựng tiên bảo các và thư viện Quan Huyên ở nơi này, gặp phải phiền phức, thiếu tông chủ của Thượng Khí Tông một thế lực ở đây thích tiểu thư. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày. Ám Quân còn muốn nói gì đó thì Diệp Huyên chợt giẫm nhẹ chân phải, thiên đạo. Oanh! Một lực lượng đáng sợ phóng lên cao, nhắm thẳng vào chỗ sâu trong tinh không. Ầm. Một khí thế đáng sợ đột nhiên tấn công đến từ nơi đó, một ông lão xuất hiện trên đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn ông lão, hắn mở lòng bàn tay, đạo lệnh xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy đạo lệnh này, ông lão cau mày, đạo lệnh này. Diệp Huyên nhìn ông ta, có tác dụng chứ? Hắn biết đạo môn cũng phân chia khu vực, hắn là người đứng đầu đạo môn ở vũ trụ Quan Huyên. Nhưng cũng không phải người đứng đầu toàn bộ đạo môn. Người đứng đầu toàn bộ đạo môn vẫn là chủ nhân bút đại đạo. Vì thế, hẳn cũng không dám chắc đạo lệnh này có thể ràng buộc cường giả của đạo môn khác hay không. Ông lão lắc đầu, chúng ta không nghe theo đạo lệnh này. Diệp Huyên gật đầu, cho hỏi, Thượng Khí Tông ở đâu? Ông lão nhìn hắn, cậu có biết hậu quả của việc làm phiền thiên đạo không? Diệp Huyên đột nhiên chỉ nhẹ ngón cái tay trái. Kiếm Thanh Huyên bay ra. Phía chân trời, con người của ông lão chợt co lại, tay phải của ông ta siết chặt thành quyền, sau đó đánh về phía trước, một tia lôi quang kéo xuống. Xoẹt. Kiếm quang lập tức đánh tan lôi quang kia, một khắc sau, thanh kiếm lập tức chĩa vào giữa chân mày của ông lão. Thân thể ông lão trở nên cứng đờ. Diệp Huyên nhìn ông ta, hỏi lại lần nữa,
Thượng Khí Tông ở đâu? Ông lão trần trừ một lát rồi chỉ hướng bên phải, ở núi Thượng Khí cách đây khoảng triệu dặm. Ông ta vốn định cãi lại mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Còn sống mới là quan trọng. Sát khí phát ra từ trên người thiếu niên trước mặt thật sự quá đáng sợ. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên bay về trong tay hắn, hắn lập tức ngự kiếm biến mất. Ông lão nhìn Diệp Huyên phía xa, hơi cau mày, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Thượng Khí Tông. Vũ trụ đạo có vô số thế lực, lúc trước, Thượng Khí Tông có thể xem như thế lực yếu kém trong vô số thế lực đó, nhưng bây giờ lại có thể lọt vào 10 thế lực mạnh nhất. Việc có thể lọt vào 10 thế lực mạnh nhất, ngoài thực lực của Thượng Khí Tông, thì nguyên nhân quan trọng hơn chính là Thượng Khí Tông xuất hiện một người có tiên đạo thể. Tiên đạo thể chính là thể chất siêu cấp chỉ đứng sau Thái Sơ thần thể trong truyền thuyết. Thượng Khí Tông cũng rất giỏi nhẫn nhịn, lúc người có tiên đạo thể này đạt đến tam chi cảnh mới công bố thể chất đặc biệt của hắn, đồng thời, bọn họ còn tuyên bố liên hôn với thế lực đứng thứ 3 vũ trụ đạo hiện tại. Thật ra nói là liên hôn, còn không bằng là ở rể. Đến nhà vợ ở rể. Đương nhiên việc này khá khó nghe, nhưng cũng không có ai cười nhạo người có tiên đạo thể này. Chấn tộc là gia tộc rất lớn ở vũ trụ đạo, ở trong mắt người ta, tiên đạo thể chưa hoàn toàn trưởng thành thật sự không đáng xem trọng, trừ khi là Thái Sơ thần thể trong truyền thuyết. Cho dù nói thế nào, liên hôn như thế, người có tiên đạo thể này có thể xem là an toàn rồi. Phải biết rằng một người có tiên đạo thể chưa trưởng thành chính là một miếng thịt béo bở, người người đều muốn ăn. Thượng Khí Tông cũng là nước dâng thuyền cao, địa vị được nâng lên rất nhiều. Thượng Khí Tông hiện tại phải nói là vô cùng hưng thịnh. Hôm nay, một thiếu niên kiếm tu đi tới Thượng Khí Tông, vừa mới đến, một ông lão áo đen đã chắn trước mặt hắn. Vì thiếu niên không đi cửa chính mà thẳng thừng xông vào. Ông lão áo đen nhìn thiếu niên kiếm tu, lộ vẻ châm chọc, dám tự ý xông vào Thượng Khí Tông à. Diệp Huyên nói, bảo thiếu tông chủ của các người ra đây nói chuyện với ta. Thiếu tông chủ. Ông lão áo đen nhíu mày, người biết thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ Tằng Tông. Đây chính là người có tiên đạo thể, hiện đang như mặt trời ban trưa ở Thượng Khí Tông. Nghe thấy câu hỏi của ông lão áo đen, thiếu niên kiếm tu lắc đầu, không quen. Ông lão áo đen híp mắt, vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có tư cách gặp thiếu tông chủ? Thiếu niên kiếm tu đột nhiên chém ra một kiếm. Vụt! Ông lão áo đen lập tức bị kiếm bổ đôi, máu tươi bắn khắp không trung, cực kỳ đẫm máu. Ông lão áo đen vừa chết, mấy chục khí thế mạnh mẽ lập tức dâng lên từ Thượng Khí Tông. Lúc này, Diệp Huyên chỉ ngón cái. Vụt! Kiếm Thanh Huyên bay ra. Trong nháy mắt, mấy chục cái đầu máu chảy đầm đìa, rơi xuống từ trên bầu trời Thượng Khí Tông. Giết chết trong nháy mắt. Toàn bộ Thượng Khí Tông đều tỏ vẻ hoảng sợ. Diệp Huyên nhìn Thượng Khí Tông, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên lơ lửng trên bầu trời, trong vòng 3 giây, nếu thiếu tông chủ Thượng Khí Tông không xuất hiện, sau hôm nay, sẽ không còn Thượng Khí Tông nữa. Nói năng hùng hồn nhỉ. Lúc này, sâu trong Thượng Khí Tông vang lên một tiếng hét giận dữ, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên lao ra. Người này chính là đại trưởng lão của Thượng Khí Tông hiện tại, có thể xem là một trong 3 người mạnh nhất ở Thượng Khí Tông. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất một lần nữa. Xoẹt! Phía xa, con người người đàn ông trung niên kia chợt co lại, ông ta giơ ngang hai cánh tay về phía trước, muốn ngăn cản. Oanh! Một tia kim mang bắn ra từ trong cơ thể của ông ta, nhanh chóng bao trùm lên kiếm quang, nhưng một khắc sau, một tia kiếm quang đã chém vỡ kim mang kia. Vụt! Một thanh kiếm xuyên thủng qua giữa chân mày người đàn ông trung niên. Tất cả cường giả Thượng Khí Tông đều kinh sợ. Diệp Huyên xuất hiện sau lưng người đàn ông trung niên, ông ta còn muốn nói gì đó thì hắn đã chắp ngón tay chỉ về phía trước. Phụt! Đầu của người đàn ông trung niên lập tức rơi xuống. Máu phun như suối. Diệp Huyên xoay người nhìn xuống Thượng Khí Tông bên dưới, hết giờ rồi. Dứt lời, tay phải của hắn nhẹ nhàng đè xuống, kiếm Thanh Huyên chậm rãi bay xuống, trong nháy mắt, thời không trên bầu trời của Thượng Khí Tông lập tức trở nên hư ảo. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn hắn,
không biết Thượng Khí Tông ta có ân oán gì với các hạ. Diệp Huyên đáp, ta nghe nói Thượng Khí Tông các ông đang đuổi giết Tần Quan cô nương, mà bây giờ ta không biết nàng đang ở đâu cả, ông có thể cho ta biết chứ? Tần Quan. Nghe vậy, ông lão híp mắt, cậu là người của Tiên Bảo Các. Diệp Huyên gật đầu, phải. Sắc mặt ông lão lập tức trở nên vô cùng khó coi. Diệp Huyên đột nhiên đè tay phải xuống. Oanh! Kiếm Thanh Huyên chém thẳng xuống, trong nháy mắt, núi Thượng Khí bắt đầu trời long đất lở. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, các hạ, Thượng Khí Tông ta là xui ra với Trấn tộc đấy. Khi nãy thiếu niên trước mắt dùng một kiếm giết chết một cao thủ tam chi cảnh trong nháy mắt, ông ta biết người này không hề tầm thường chút nào. Lúc này cách tốt nhất là lôi thế lực chống lưng ra, dùng nó để dọa sợ đối phương, sau đó thì từ từ tính. Nghe thấy lời của ông lão, Diệp Huyên nhìn ông ta, xui ra. Ông lão gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên đáp, vậy xin chúc mừng các ông. Ông lão sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, bây giờ ta chỉ muốn biết Tần Quan cô nương đi đâu. Còn nữa, có phải người của các ông vẫn đang truy sát nàng không? Ông có thể cho ta biết chứ? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, Trấn tộc. Tay phải của Diệp Huyên nhẹ nhàng đè xuống. Oanh, kiếm Thanh Huyên rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ núi Thượng Khí rộng khoảng vạn dặm lập tức sụp đổ, vô số cường giả sợ hãi kêu gào thảm thiết, chạy ra bến hướng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ông lão lập tức trở nên lạnh lẽo. Láo xược, tế trận. Oanh. Ông ta vừa nói xong, trong núi Thượng Khí đang bắt đầu sụp đổ nhanh chóng lập tức bộc phát ra gần triệu cột sáng, những tia sáng kia tựa như nước lũ cuốn về phía Diệp Huyên. Tinh hà rung động. Diệp Huyên trên không trung vẫn rất hờ hững, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này, đứng trước vô số tia sáng kia, Diệp Huyên tựa như một chiếc thuyền nhỏ trong sóng thần, có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt, chém xuống một kiếm. Kiếm khí phá không bay đi. Xoẹt. Vô số tia sáng lập tức vỡ tan, mà lúc này, Diệp Huyên lại vung ngang kiếm một cái. Oanh. Kiếm chém ra. Vô số tia sáng trước mặt Diệp Huyên lập tức tan thành mây khói, biến thành hư vô. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, cậu chỉ là trật tự cảnh, vì sao lại có thực lực đáng sợ như thế, cậu? Ông ta còn chưa nói hết câu, một thanh kiếm đột nhiên chém tới. Xoẹt! Ông lão còn chưa kịp phản ứng, kiếm Thanh Huyên đã đâm vào giữa chân mày của ông ta. Thân thể ông lão cứng đờ tại chỗ, hai mắt trợn tròn. Trong mắt đầy vẻ khó tin. Lúc này, những cường giả Thượng Khí Tông trong bóng tối đều hóa đá. Bị áp đảo trong nháy mắt. Tông chủ Thượng Khí Tông không thể đỡ được dù là một kiếm. Diệp Huyên chậm rãi đi tới trước mặt Tông chủ Thượng Khí Tông, đang định cất lời thì một khí thế đáng sợ đột nhiên kéo đến từ nơi chân trời. Nhìn thấy cảnh này, Tông chủ Thượng Khí Tông lập tức tỏ vẻ mừng rỡ, Trấn tộc, Trấn tộc. Diệp Huyên nhìn Tông chủ Thượng Khí Tông, hắn chợt chắp ngón tay phải, kiếm Thanh Huyên bay ra. Phía chân trời đột nhiên có một cái đầu đầm đìa máu tươi rơi xuống. Nét mặt Tông chủ Thượng Khí Tông trở nên cứng đờ. Diệp Huyên nhìn ông ta, người ta muốn giết, trước giờ chưa từng có ai không chết, hiểu chứ? Không thể không nói, Tông chủ Thượng Khí Tông lúc này thật sự sợ đến mức ngu người rồi. Cường giả của Trấn tộc cũng bị giết chết trong nháy mắt. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm là thiếu niên trước mặt dám giết cường giả của Trấn tộc. Sao hắn dám? Đây là người của Trấn tộc đấy. Sau đó, Tông chủ Thượng Khí Tông lại từ khiếp sợ trở thành vui mừng. Vì người này giết người của Trấn tộc, chắc chắn Trấn tộc sẽ không bỏ qua. Đây là vấn đề thể diện. Mà thế lực càng cao cấp sẽ càng quan tâm đến thể diện. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Tông chủ Thượng Khí Tông, ta biết chỗ dựa của ông là Trấn tộc, bây giờ ta giết người của Trấn tộc, chắc chắn là ông rất vui, vì cường giả của Trấn tộc sẽ đến tìm ta trả thù. Nhưng ta phải nói với ông rằng, trước khi bọn họ đến, ta có thể giết sạch người của Thượng Khí Tông đấy, ông có tin không? Tông chủ Thượng Khí Tông nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đây là một hiểu lầm. Lúc này, ông ta không thể không nhún nhường. Diệp Huyên cười khẽ, vẫn muốn kéo dài thời gian à. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, vào lúc đi, hắn đột nhiên mở tay phải, kiếm Thanh Huyên bay ra,
kiếm thanh huyên tựa như một tia chớp biến mất, ngay sau đó, xung quanh không ngừng vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Tiêu diệt tông môn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tông chủ Thượng Khí Tông lập tức thay đổi, ông ta vội nói, ta nói với cậu. Diệp Huyên ở phía xa nhẹ nhàng lắc đầu, không cần vội. Tông chủ Thượng Khí Tông giận dữ hét to, ngoài Thượng Khí Tông ta còn có Quy Nguyên Tông đuổi giết nàng ta nữa. Trước đây không lâu, nàng ta đã chạy đến hoang cổ vực rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía ông ta bằng ánh mắt bình tĩnh, Quy Nguyên Tông, hoang cổ vực. Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, nhưng tông chủ Thượng Khí Tông lại cảm thấy lạnh cả người, ông ta không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhưng kiếm thanh huyên thì vẫn đang tàn sát. Nhìn thấy cảnh này, tông chủ Thượng Khí Tông thoáng sửng sốt, sau đó nổi giận, ngươi không giữ chữ tín. Diệp Huyên quay đầu nhìn ông ta, lúc đầu ta bảo ông nói ông không nói. Rồi khi ta không bảo ông nói ông lại nói, bây giờ lại trách ta à? Tông chủ Thượng Khí Tông trợn mắt, đang định đáp lời thì một tia kiếm quang đột nhiên xuyên thủng cổ họng ông ta, chặn lại giọng nói của ông ta. Kiếm thanh huyên nhanh như chớp, những cường giả Thượng Khí Tông xung quanh hoàn toàn không thể ngăn cản, trong nháy mắt, tất cả cường giả Thượng Khí Tông đang có mặt đều bị giết chết, máu tươi nhuộm đỏ một vùng. Tông chủ Thượng Khí Tông điên cuồng gào thét, nhưng Diệp Huyên hoàn toàn không quan tâm. Cuối cùng, kiếm thanh huyên bay về lại trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên dừng lại trong tay hắn, kiếm thanh huyên như máu, cực kỳ rực rỡ. Đến lúc này, nơi đây chỉ còn lại tông chủ Thượng Khí Tông. Diệp Huyên xoay người nhìn tông chủ Thượng Khí Tông, ông ta nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận. Diệp Huyên không nói gì thêm, hắn chắp tay, kiếm thanh huyên đâm thẳng vào giữa chân mày của ông ta. Oanh! Linh hồn của tông chủ Thượng Khí Tông lập tức bị hấp thu hết. Diệp Huyên cất kiếm thanh huyên, đang định xoay người rời đi thì chợt quay lại nhìn xuống Thượng Khí Tông phía xa, trên mặt đất có một thiếu niên đang nhìn theo hắn, thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, lúc này, hắn ta đang siết chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Huyên xoay người rời đi. Thiếu niên kia chợt hỏi, người không giết ta, có phải vì xem thường ta không? Diệp Huyên không dừng bước mà tiếp tục đi về phía xa. Lúc này, thiếu niên đột nhiên tức giận chỉ về phía Diệp Huyên, kiếm tu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng coi thường thiếu niên, người đợi đó, sau này ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Vụt! Một tia kiếm quang đột nhiên xuyên qua giữa chân mày thiếu niên, khiến hắn ta dừng lại. Thiếu niên ngạc nhiên nhìn lên chân trời, không phải là ngươi không giết ta sao? Diệp Huyên không thèm quay đầu lại, giết cả nhà ta khó lắm. Giết ngươi là vì không muốn ngươi quá vất vả, ta là vì tốt cho ngươi thôi. Dứt lời, hắn im lặng một lát rồi lại nói, còn nữa, kiếp sau làm người tuyệt đối đừng ra oai, đây cũng là vì tốt cho ngươi. Có vài người không nên ra vẻ trước mặt họ đâu. Nói xong, kiếm thanh huyên rung lên, thiếu niên lập tức bị giết chết. Diệp Huyên biến mất ở sâu trong tinh không. Kiếm thanh huyên biến thành một tia kiếm quang đuổi theo hắn. Thiếu niên. Nửa khắc sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện, ông ta nhìn núi Thượng Khí đã bị san bằng với ánh mắt lạnh như băng. Một lát sau, người đàn ông trung niên nhìn chân trời phía xa, tiêu diệt tông môn. Giết người của trấn tộc ta, đúng là to gan, lão phu cũng muốn xem ngươi là thần thánh phương nào. Dứt lời, ông ta lập tức biến mất. Trong tinh không, Diệp Huyên giẫm nhẹ chân phải. Oanh! Tinh không lập tức sôi trào. Lúc này, một ông lão xuất hiện, chính là Thiên Đạo khi nãy. Thiên Đạo nhìn Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ kiêng dè. Ông ta đã biết chuyện Thượng Khí Tông bị tiêu diệt Thượng Khí Tông không đáng sợ, đáng sợ là dám coi thường trấn tộc. Với kinh nghiệm làm Thiên Đạo nhiều năm của ông ta, người trước mặt nếu không phải cậu ta mạnh thì chính là phụ thân của cậu ta mạnh. Diệp Huyên nhìn Thiên Đạo, hoang cổ vực ở đâu? Hoang cổ vực. Nghe vậy, Thiên Đạo sửng sốt, sau đó vội nói, các hạ, hoang cổ vực này không đơn giản đâu, nó là cấm địa đứng đầu của vũ trụ đạo chúng ta, cũng là nơi nguy hiểm nhất, đừng nói là cậu, dù là ba thế lực đứng đầu nơi này cũng không dám tùy tiện đi vào đâu. Diệp Huyên nhìn Thiên Đạo, chỉ cần nói vị trí cho ta là được. Thiên Đạo hơi do dự, sau đó đáp, đi theo hướng bên phải, sau khi vượt qua chín tinh vực là đến.
Diệp Huyên gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Thiên đạo đột nhiên nói, các hạ xưng hô thế nào? Diệp Huyên không đáp, hắn thẳng thừng ngự kiếm biến mất ở cuối tinh không. Thiên đạo nhìn theo hướng đó, nhíu chặt mày. Ông ta gần như biết hết tất cả thiên tài và yêu nghiệt ở đạo vực này, nhưng chưa từng gặp người trước mắt bao giờ. Chẳng lẽ là đến từ bên ngoài? Nghĩ thế, thiên đạo sửng sốt, sau đó, sắc mặt ông ta thay đổi. Sắc mặt thiên đạo vô cùng khó coi, chẳng lẽ là Thái Sơ tộc kia? Thái Sơ tộc. Gia tộc đáng sợ này là kẻ thù lớn nhất của đạo vực hiện tại, sở dĩ bây giờ đạo vực đoàn kết như thế cũng là vì Thái Sơ tộc. Gia tộc này vô cùng đáng sợ. Thiên đạo im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Ông ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, phải báo cáo với cấp trên. Là đạo môn của đạo vực, đương nhiên bọn họ không hy vọng Thái Sơ tộc tiến vào nơi này, phải biết rằng, ở trước mặt Thái Sơ tộc, đạo môn bên kia gần như là bị áp đảo đến mức không thể ngóc đầu lên được. Còn đạo môn ở đạo vực bọn họ lại có uy danh vô cùng lớn, ba thế lực siêu cấp cũng phải nể mặt bọn họ. Hơn nữa, nơi này cũng có lợi ích của đạo môn, có thể nói, bọn họ có lợi ích giống với mấy thế lực lớn ở đây. Bọn họ là một thể. Thái Sơ tộc. Hôm nay thời tiết rất đẹp, tộc trưởng Thái Sơ Chăn của Thái Sơ tộc đang câu cá bên một bờ sông, bên cạnh nàng ấy là một người áo đen. Thái Sơ Chăn đột nhiên quay đầu nhìn về phía người áo đen, hắn đi đến đạo vực à? Người áo đen gật đầu, đúng thế. Thái Sơ Chăn im lặng một lát, nét mặt dần trở nên nghiêm túc, hắn đến đạo vực làm gì? Người áo đen trầm giọng đáp, có một cô gái xảy ra vấn đề ở đạo vực, hắn đến đó giúp đỡ. Nghe vậy, nét mặt Thái Sơ Chăn trở nên dễ nhìn hơn, sau đó nàng ấy nở nụ cười, đúng là trời cũng giúp ta. Người áo đen sửng sốt, có ý gì? Thái Sơ Chăn cười to, sau đó nói, ra lệnh, lập tức triệu tập tất cả cường giả của tộc đến đạo vực. Người áo đen tỏ vẻ do dự, sau đó thắc mắc, tộc trưởng, sao lại làm thế? Thái Sơ Chăn nghiêm túc nói, vì sao? Đương nhiên là để cứu Diệp công tử rồi. Ta và Diệp công tử là bạn tốt, hắn gặp nạn ở đạo vực, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Lập tức triệu tập tất cả mọi người đi đến đạo vực. Nếu Diệp huynh của ta gặp phải chuyện gì, Thái Sơ tộc ta nhất định sẽ san bằng toàn bộ đạo vực. Người áo đen không dám hỏi gì thêm. Lập tức lặng lẽ lui xuống. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, bắt đầu ván bài từ bây giờ à. Thái Sơ Chăn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa là một ông lão áo trắng, ông lão râu tóc bạc phơi, khí chất nho nhã. Thái Sơ Chăn cười nói, Khổng Sư, ông không cảm thấy đây là một cơ hội tốt à. Khổng Sư im lặng một lát rồi nói, để thiếu niên kia khiến đạo vực long trời lở đất không phải tốt hơn à. Thái Sơ Chăn hỏi, sau đó thì sao? Khổng Sư đáp, chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi. Thái Sơ Chăn lắc đầu, không làm được. Nếu người này tiêu diệt những thế lực kia ở đạo vực, chắc chắn hắn sẽ thành lập trật tự ở nơi đó, khi đó, chúng ta sẽ không thể tiến vào vũ trụ đạo được nữa. Khổng Sư im lặng một lát rồi nói, có thể cho ta biết thực lực chân chính của người này không? Nếu không... Ta suy đi nghĩ lại vẫn thấy việc này có thể sẽ dẫn đến tai họa cho chúng ta. Thái Sơ Chăn cười nói, trật tự do hắn thiết lập là ngoại trật tự. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn sống. Khổng Sư thoáng sửng sốt, trong mắt lộ vẻ khó tin, một lát sau, ông ta gật đầu ta hiểu rồi. Thái Sơ Chăn nhẹ giọng nói, lần này, chúng ta có thể mượn uy thế của hắn tiến vào vũ trụ đạo, một khi lấy được vũ trụ đạo. Tình huống xấu nhất cũng chỉ là Thái Sơ tộc chúng ta tồn tại song song với thư viện quan huyên của hắn. Dù là thế, chúng ta cũng lãi rồi, vì hắn sẽ giúp chúng ta đỡ đi nhân quả của chủ nhân bút đại đạo. Nói đến đây, nàng ấy lắc đầu cười khẽ, tỏ vẻ bất đắc dĩ, không thể không mượn uy thế của hắn. Khổng Sư trầm giọng nói, so với vũ trụ đạo, ta quan tâm đến tỷ tỷ của người hơn. Thái Sơ Tịnh. Nghe vậy. Nụ cười trên mặt Thái Sơ Chăn dần biến mất, nàng ấy nhẹ giọng nói, bây giờ ta không thể làm gì với tỷ ấy cả. Khổng Sư trầm giọng nói, nàng là Thái Sơ thần thể, chỉ cần cho nàng thời gian, chắc chắn có thể trở thành một nhân vật tuyệt thế như tiên tổ. Khi đó, một mình nàng có thể dung chuyển toàn bộ Thái Sơ tộc ta, không chỉ có thể, khi đó chắc chắn trong tộc sẽ có người ủng hộ nàng. Thái Sơ Chăn đột nhiên cười hỏi, vậy thì sao chứ?
Khổng sư nhìn Thái Sơ Chăn, nàng ta nói với vẻ tùy tiện, Khổng sư, nếu tỷ tỷ làm tộc trưởng, ông nghĩ nàng sẽ tệ hơn ta sao? Khổng sư im lặng một lát rồi đáp, có lẽ là không. Nói đến đây, lão ta thoáng im lặng, sau đó tiếp tục, đương nhiên người cũng không thua kém gì nàng. Thái Sơ Chăn cười to, nàng ấy cúi đầu nhìn ao cá trước mặt, cười nói, ta kém tỷ tỷ một tuổi, nhưng từ nhỏ, phụ mẫu và người trong tộc đều chỉ chú ý đến tỷ tỷ, chỉ cần tỷ ấy muốn thì chưa có thứ gì tỷ ấy không có. Còn ta, tất cả mọi người đều coi thường ta tại sao? Vì tỷ tỷ có Thái Sơ thần thể mạnh nhất được biết đến hiện tại, tất cả mọi người đều cho rằng tỷ ấy có thể dẫn dắt Thái Sơ tộc đi về phía huy hoàng. Khi đó, thật ra ta rất căm hận, tại sao bọn họ lại thiên vị tỷ tỷ như thế? Tại sao bọn họ cho rằng ta không làm được? Tại sao? Khổng sư im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói, chẳng trách sau khi cướp đoạt Thái Sơ thần cốt của nàng, người lại không sử dụng cho mình, chẳng trách sau khi làm tộc trưởng, người lại bỏ đi đãi ngộ đặc biệt, tất cả mọi người đều bình đẳng. Thái Sơ Chăn cười khẽ, sau đó nói, năm đó vì cảm thấy không công bằng, ta mới cướp đi Thái Sơ thần cốt của tỷ tỷ, sau đó giết tỷ ấy, bây giờ, tỷ ấy sống lại trở về, nếu thật sự có một ngày tỷ ấy giết ta, đó cũng là ta gặp quả báo, ta không trách tỷ ấy, cũng không hối hận vì những gì mình đã làm trước đây. Nói xong, nàng ấy đưa mắt nhìn xung quanh, dù là ta hay là tỷ ấy đều sẽ dẫn dắt Thái Sơ tộc tiếp tục tiến lên, ngày càng phát triển. Khổng sư hành lễ, nếu thật sự có ngày đó, ta nhất định sẽ chết cùng với tộc trưởng. Hoang cổ vực. Diệp Huyên đi tới hoang cổ vực, trước mặt hắn là một vực sâu rộng không thấy đáy, dưới vực sâu là một màu tối đen. Hắn đứng trước vực sâu, tựa như một con kiến đứng ở mép chậu, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Sâu trong vực sâu sương mù lượn lờ. Diệp Huyên nhìn vực sâu trước mắt, hơi nhíu mày. Thần thức của hắn vừa bay vào trong sương mù đã biến mất không một tiếng động. Tần quan đã xuống dưới rồi sao? Lúc này, mười mấy người đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyên quay đầu nhìn bọn họ, ông lão dẫn đầu trong đó nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên quay đầu nhìn chữ Nguyên trước ngực trái của ông lão, sau đó hỏi, Quy Nguyên Tông à? Ông lão kiêu ngạo đáp, phải. Diệp Huyên hỏi, cô nương mà các ông đuổi giết đã tiến vào hoang cổ vực này rồi à? Nghe vậy, sắc mặt ông lão lập tức trở nên lạnh như băng, ngươi là ai? Ngón cái tay trái của Diệp Huyên nhẹ nhàng nâng lên. Ong! Một tiếng kiếm reo vang vọng, kiếm Thanh Huyên chém ra. Xoẹt! Ông lão còn chưa kịp phản ứng, kiếm Thanh Huyên đã xuyên thủng qua giữa chân mày của ông ta. Ông lão lập tức bị cố định lại tại chỗ. Tất cả cường giả Quy Nguyên Tông đang có mặt đều hóa đá. Ông lão nhìn Diệp Huyên với vẻ hoảng sợ, ngươi. Diệp Huyên nói, trả lời vấn đề của ta. Ông lão hoảng sợ hỏi lại lần nữa, ngươi là ai, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên vung tay áo. Oanh! Linh hồn của ông lão lập tức bị kiếm Thanh Huyên hấp thu. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên còn chưa lấy lại tinh thần ở bên cạnh, ông trả lời. Nghe vậy, người đàn ông trung niên run rẩy nói, cô nương kia đã nhảy xuống rồi. Nhảy xuống. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía hoang cổ vực, hắn không chút do dự, lập tức tung người nhảy xuống, kiếm Thanh Huyên đột nhiên biến thành một tia kiếm quang biến mất. Xoẹt. Đầu của tất cả cường giả Quy Nguyên Tông đều rơi xuống. Sau đó, kiếm Thanh Huyên biến thành một tia kiếm quang bay vào trong hoang cổ vực. Bên trong hoang cổ vực, Diệp Huyên ngự kiếm lao thẳng xuống dưới, mà vực sâu này lại tựa như không có đáy. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt, tay trái cầm kiếm Thanh Huyên, chuẩn bị phát huy khí thế bất cứ lúc nào. Sau đó, Diệp Huyên cau mày, vì hắn nhìn thấy một chữ đạo màu vàng ở bên dưới. Nhìn thấy chữ này, trong mắt Diệp Huyên lóe lên hàn mang, kiếm Thanh Huyên rung động kịch liệt, hắn đang muốn xuất kiếm thì chữ cái kia như cảm nhận được, đột nhiên biến mất. Diệp Huyên sửng sốt. Hắn không suy nghĩ nhiều mà lập tức biến thành một tia kiếm quang biến mất dưới đáy vực. Cuối cùng, không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyên cảm nhận được hai chân chạm đất, hắn chậm rãi mở mắt, lúc mở mắt ra, hắn lập tức nhíu mày. Lúc này... Không ngờ hắn lại ở trên một cánh đồng cỏ, xung quanh núi ôm lấy núi, kéo dài không ngớt, trên đầu là trời xanh mây trắng. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, một lát sau,
hắn khẽ nói, thế giới dưới lòng đất à? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa không biết có một ông lão nhỏ người xuất hiện từ bao giờ. Ông lão cao bằng một đứa trẻ 6-7 tuổi, tay phải cầm một cây gậy sắt. Lúc này, ông ta đang lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ánh mắt tràn đầy sát khí. Diệp Huyên bình tĩnh hỏi, muốn đánh nhau à? Nghe vậy, ông lão sửng sốt, một khắc sau, ông ta cười đáp, phải. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Kiếm quang lóe lên. Con người ông lão co lại, nâng gậy sắt trong tay lên. Oanh! Kiếm quang nổ tung, ông lão bị chém bay xa mấy nghìn trượng, trong quá trình đó, có mấy ngọn núi lớn ầm ầm vỡ nát. Sau khi dừng lại, gậy sắt trong tay ông lão cũng vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh này, ông lão sửng sốt, mà lúc này, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa chân mày ông ta. Diệp Huyên nhìn ông ta, có một cô nương đến đây, bây giờ nàng ở đâu? Ông lão cười hỏi, cô nương, ý ngươi là cô nương rất xinh đẹp kia sao? Nói đến đây, ông ta cười hì hì, chậc chậc, cô nương kia đẹp lắm. Vóc dáng kia. Diệp Huyên đột nhiên chém một chiêu kiếm xuống trước mặt ông lão. Oanh! Chiêu kiếm này khiến thân thể ông lão lập tức vỡ vụn. Ông lão sửng sốt. Diệp Huyên nhìn ông ta, có phải ông cảm thấy mình rất hài hước không? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người có biết mình đang ở đâu không? Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, phiền quá. Dứt lời, hắn đột nhiên mở tay phải, kiếm thanh huyên bay thẳng đến giữa chân mày ông lão. Oanh! Kiếm thanh huyên bắt đầu hấp thu linh hồn của ông ta. Thấy linh hồn đang biến mất với tốc độ rất nhanh, ông lão lập tức hoảng hốt, vừa giận vừa sợ, kiếm tu, ngươi dám. Diệp Huyên không để tâm đến ông ta mà đi thẳng về phía xa. Ông lão hét to, ngươi có biết ta là ai không? Diệp Huyên quay đầu nhìn ông ta, lúc này mà ông còn muốn uy hiếp ta, ông ăn phân mà lớn sao? Chẳng lẽ ông không nhìn ra ta là một cao thủ à? Ông lão! Diệp Huyên lắc đầu, ta không có thời gian nói nhảm với ông. Dứt lời, hắn xoay người đi về phía xa. Ông lão vội nói, ta biết cô gái kia ở đâu, ta biết. Diệp Huyên ở phía xa phất tay, bây giờ ta không muốn biết nữa rồi. Nét mặt ông lão cứng đờ, sau đó, linh hồn của ông ta hoàn toàn bị kiếm thanh huyên hấp thu, kiếm thanh huyên biến thành một tia kiếm mang bay về trong tay Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên tung người nhảy lên chân trời, hắn nhìn xuống dãy núi vô tận bên dưới, trong mắt lóe lên sát khí, một khắc sau, hắn mở tay phải, kiếm thanh huyên bay ra. Oanh! Kiếm thanh huyên rung động dữ dội, vô số kiếm ý nhân gian xuất hiện. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn xuống dưới, hắn không ra tay, mà là đang chờ đợi. Một ông lão nhanh chóng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn hắn, ngươi là người phương nào? Diệp Huyên vung tay phải, bức vẽ của Tần Quan xuất hiện, Diệp Huyên nhìn ông lão, nàng có ở đây không? Ông lão nhìn bức vẽ, nhíu mày, nàng. Thấy thế, Diệp Huyên vội vàng hỏi, bây giờ nàng đang ở đâu? Ông lão nhìn Diệp Huyên, nàng chết rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, một khắc sau, đôi mắt hắn lập tức trở nên đỏ như máu. Ngay sau đó, kiếm thanh huyên lập tức chém thẳng xuống, vô số kiếm ý nhân gian xuất hiện, vô số dãy núi xung quanh lập tức lay động, sau đó dần sụp đổ. Thấy chiêu kiếm này, sắc mặt ông lão kia lập tức thay đổi, ông ta vội nói, vẫn chưa chết, vẫn. Kiếm đã chém xuống. Ông lão bị chiêu kiếm này đánh xuống đất, vừa rơi xuống, xung quanh lập tức sụp đổ, biến thành một vực sâu khổng lồ không nhìn thấy đáy. Mà lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên bay vào vực sâu vô tận kia. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ đáy vực, sau đó, kiếm thanh huyên đột nhiên bay lên, trên kiếm thanh huyên đang ghim một linh hồn. Chính là linh hồn của ông lão kia. Kiếm thanh huyên mang theo linh hồn của ông lão bay đến trước mặt Diệp Huyên, ông lão hoảng sợ nhìn hắn, ngươi. Diệp Huyên cầm lấy linh hồn của ông lão, gằn giọng hỏi, có phải ông cũng cảm thấy mình đùa vui lắm không? Ông lão hoảng sợ hỏi, ngươi là ai? Tay phải của Diệp Huyên đột nhiên nắm chặt lại. Oanh! Linh hồn của ông lão lập tức nổ tung, hóa thành hư vô. Không! Diệp Huyên xoay người, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, bút đại đạo chợt nói, đi sang bên phải.
Diệp Huyên biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời bên phải. Không lâu sau đó, Diệp Huyên đi vào trong một dãy núi, cách chỗ hắn không xa có một người khổng lồ chậm rãi đi tới. Người khổng lồ này cao như một ngọn núi lớn, cao gần nghìn trượng, mỗi bước đi của gã ta đều khiến xung quanh rung lên như động đất. Trên bả vai của người khổng lồ là một cô gái khoảng 16-17 tuổi, trong tay cô gái cầm một cái đuôi sam rất dài. Diệp Huyên nhìn người khổng lồ trước mặt bằng đôi mắt lạnh như băng. Người khổng lồ đột nhiên dừng lại, nó nhìn xuống Diệp Huyên, trong mắt nó, Diệp Huyên thật sự chỉ như một con kiến. Cô gái bay đến trước mặt Diệp Huyên, nàng nhìn hắn, thấy ta, người không sợ sao? Diệp Huyên lắc đầu. Cô gái nhếch môi, tộc trưởng muốn gặp ngươi. Tộc trưởng. Diệp Huyên cau mày. Cô gái lại nói, cô nương mà ngươi muốn tìm cũng ở trong tộc chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, được. Cô gái quay lại trên người người khổng lồ, còn Diệp Huyên thì ngự kiếm, xuất hiện bên cạnh nàng ta. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi là kiếm tu của thế giới bên ngoài à? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái cười hỏi, nghe nói kiếm tu mạnh lắm đúng không? Diệp Huyên lại gật đầu lần nữa. Cô gái quan sát Diệp Huyên, sau đó nói, ngươi rất đẹp trai. Diệp Huyên quay đầu nhìn cô gái. Nàng ta lại khẳng định, ta nói thật đấy. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sát ý và lệ khí trên người dần biến mất, một lát sau, hắn hỏi, cô tên gì? Cô gái cười đáp, ta tên là Nam Man Nhi. Diệp Huyên cũng nói, ta tên Diệp Huyên. Cô gái chớp mắt, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Huyên gật đầu, được. Cô gái nghiêm túc nói, người bên ngoài các ngươi đều đẹp giống như ngươi à? Diệp Huyên im lặng. Lần đầu tiên gặp phải một người nói chuyện thế này, hắn nhất thời thấy không quen. Cô gái nhìn Diệp Huyên, đợi câu trả lời của hắn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, người giống như ta rất hiếm có ở bên ngoài. Cô gái gật đầu, ta cũng cảm thấy thế. Sao trên đời có thể có nhiều người đẹp như thế được? Diệp Huyên hỏi nàng ta, cô chưa từng đi ra ngoài à? Cô gái khẽ thở dài, không thể đi ra ngoài. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Cô gái đáp, trước kia, đời trước của ta đánh một trận với chủ nhân bút đại đạo, sau đó thua cuộc, rồi bị nhốt lại ở nơi này. Trừ khi có xá lệnh, nếu không, gia tộc ta mãi mãi không thể bước ra hoang cổ vực này dù là một bước. Đánh một trận. Diệp Huyên chợt nói, nếu cô muốn ra ngoài, ta có thể dẫn cô ra ngoài đi dạo. Cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, người dẫn ta ra ngoài. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cô gái nghiêm túc nói, chủ nhân bút đại đạo sẽ đánh người đó. Diệp Huyên cười đáp, không sợ. Cô gái ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, thật sự có thể đi ra ngoài với ngươi à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Cô gái đột nhiên bay đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nghiêm túc nói, gia gia của ta nói ngươi rất đặc biệt, ông ấy muốn lợi dụng ngươi, đợi khi ngươi gặp ông ấy nhất định phải cẩn thận. Đừng để bị ông ấy lừa. Biết không, gia gia của ta cáo giả gian trá lắm. Diệp Huyên cạn lời nhìn nàng ta. Gia gia. Không lâu sau đó, Diệp Huyên và Nam Man Nhi đi tới trước một tòa thành cổ, người khổng lồ kia dừng lại ở ngoài thành, không thể không nói, người khổng lồ này thật sự rất lớn, ở trước mặt nó, tòa thành kia cũng có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nam Man Nhi dẫn Diệp Huyên đáp xuống trước cổng thành, hai người đi vào trong. Trước cổng thành có hai người đá lớn canh gác. Thấy Nam Man Nhi, hai thủ vệ vội vàng cúi chào. Sau khi vào thành, Diệp Huyên phát hiện trong thành rất vắng vẻ, trên đường phố gần như không một bóng người. Diệp Huyên nhìn về phía Nam Man Nhi, vì sao vắng người thế? Nam Man Nhi cười nói, bọn họ đi săn ở dãy núi hoang cổ rồi. Bên trong có đại yêu hoang cổ. Đại yêu hoang cổ. Nam Man Nhi lại nói. Năm đó, đại yêu hoang cổ cũng chống đối với chủ nhân bút đại đạo, cho nên bị nhốt lại ở nơi này. Diệp Huyên hỏi, cô có hận chủ nhân bút đại đạo không? Nam Man Nhi chớp mắt, không hận. Diệp Huyên tỏ vẻ khó hiểu, tại sao? Nam Man Nhi cười đáp, ông ta vốn có thể tiêu diệt chúng ta, nhưng ông ta lại không làm thế. Diệp Huyên gật đầu, đang định đáp lời thì Nam Man Nhi lại nói, tại sao phải hận? Có hận hơn nữa. Ta cũng không đánh thắng được ông ta, cho nên ta không hận ông ta,
dù bị nhốt ở đây, nhưng so với một vài người khác, ta cảm thấy ta đã tốt lắm rồi. Ít nhất thì bây giờ ta vẫn còn sống. Diệp Huyên nhìn Nam Man Nhi, thầm thấy khiếp sợ. Tâm cảnh của nha đầu này khá là vô địch đấy. Nam Man Nhi nói tiếp, nhưng gia gia của ta lại không buông xuống được. Cả đời ông ấy đều muốn dẫn người trong tộc đi ra ngoài, lấy lại huy hoàng năm đó. Nói đến đây, nàng ta khẽ thở dài, năm đó mấy người tiên tổ mạnh như thế cũng không đánh lại chủ nhân bút đại đạo, chúng ta bây giờ sao có thể thắng được người ta chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, nếu cô là tộc trưởng, cô sẽ làm gì? Nam Man Nhi đề phòng quan sát xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói, nếu ta là tộc trưởng, ta sẽ phát triển một cách khiêm tốn, sau đó xin lỗi chủ nhân bút đại đạo, vừa nhận lỗi vừa phát triển. Vì hiện tại, dù gia tộc ta có phát triển như thế nào cũng không thắng được chủ nhân bút đại đạo. Dưới tình huống đó, nếu chúng ta ý muốn trả thù thì rất có thể sẽ dẫn diệt tộc. Thất bại không đáng sợ, đáng khi thất bại, không thể ổn định tâm lý, gia gia ta bây giờ là như thế, ông ấy cho rằng sau này gia tộc ta chắc chắn có thể đánh bại chủ nhân của bút đại đạo. Nói đến đây, nàng ta lắc đầu thở dài, thù hận đi trước không thể quên. Quên đi thù hận là không tôn trọng tổ tiên. Nhưng cá nhân ta cho rằng trong lúc gia tộc ta chưa xuất hiện người có thể đánh bại chủ nhân bút đại đạo, chúng ta nên khiêm tốn một chút, phải để bản thân giữ bình tĩnh, nếu không, mối thù này sẽ chỉ mang đến tai họa ngập đầu cho gia tộc ta mà thôi. Diệp Huyên gật đầu, cô nói đúng lắm. Nam Man Nhi cười nói, nhưng thù hận sẽ khiến người ta mất đi lý trí. Ví dụ như việc gia gia của ta muốn lợi dụng ngươi, ta cảm thấy đây chính là sai lầm. Diệp Huyên nhìn Nam Man Nhi, cười nói, tại sao? Nam Man Nhi nói, thứ nhất, trông ngươi không giống một kẻ ngốc, ngươi không thể nào bị Gia Gia lợi dụng được. Hơn nữa, Gia Gia có mưu đồ như thế sẽ khiến ngươi không thích ông ấy và gia tộc ta. Như vậy, mọi người sẽ không thể trở thành bạn, thậm chí còn có thể trở thành kẻ thù. Quan trọng nhất là lúc trước Gia Gia chưa từng nhìn rõ ngươi, từ đầu đến cuối ông ấy vẫn luôn cho rằng bản thân hơn người, vì ông ấy là địa chi cảnh, còn ngươi là trật tự cảnh. Lúc đối mặt với ngươi, ông ấy sẽ có một cảm giác hơn người, cảm giác này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu cho ngươi, có cảm giác hơn người này, hai bên sẽ không thể thương lượng được gì. Diệp Huyên im lặng. Nam Man Nhi nói tiếp, cho nên, lát nữa khi ngươi gặp gia gia của ta, hai người sẽ đàm phán thất bại. Diệp Huyên cười nói, ta đến đây là để tìm Tần Quan cô nương. Nam Man Nhi nói, cô nương đó không ở đây. Diệp Huyên sửng sốt. Nam Man Nhi nhìn về phía hắn, nàng ta đi đến dãy núi hoang cổ rồi. Diệp Huyên dừng bước. Nam Man Nhi nói tiếp, nhưng người muốn đến dãy núi hoang cổ thì nhất định phải có sự trợ giúp của chúng ta, vì con đường tắt duy nhất đi đến dãy núi hoang cổ nằm ở nhà thờ tổ của Nam Man tộc. Nói đến đây, nàng ta cười khẽ, đây là thứ cho gia gia tự tin để thương lượng với ngươi. Ông ấy sẽ đe dọa ngươi. Nói với người cô nương kia bây giờ rất nguy hiểm, nếu không đi mau, nàng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm, sau đó bảo ngươi đồng ý với điều kiện của ông ấy. Điều kiện là gì? Chính là bảo ngươi giúp chúng ta phá hủy phong ấn ở nơi này. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, sao ông ta biết ta có thể phá hủy phong ấn ở đây? Nam Man Nhi đáp, vì ngươi có thể đi vào đây, đáng lẽ người bình thường không thể đến được nơi này. Ngươi và cô nương kia có thể đi vào đây. Chứng tỏ các ngươi cũng có thể ra ngoài. Ông ấy đã nói chuyện với cô nương kia rồi, nhưng ông ấy không thành công, vì cô nương kia có thể đi vào là vì lẻn vào, còn ngươi là ngang nhiên đi vào, ngươi có thể dẫn chúng ta ra ngoài. Nói một cách đơn giản là nếu chúng ta lẻn ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm, vì chắc chắn thiên đạo sẽ không tha cho chúng ta muốn đi ra ngoài chỉ có một cách, đó là quang minh chính đại bước ra. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người có thể quang minh chính đại dẫn ta ra ngoài đúng không? Diệp Huyên gật đầu, chắc là được. Nam Man Nhi cười nói, mục đích của Gia Gia là muốn người dẫn chúng ta hiên ngang ra ngoài. Ông ấy sẽ có hai sự lựa chọn, thứ nhất là thương lượng với ngươi, dùng cô nương kia uy hiếp ngươi, thứ hai là dùng sức mạnh uy hiếp ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía Nam Man Nhi, tỏ vẻ hứng thú, nếu ông ấy làm thế thì ta phải làm gì? Nam Man Nhi ngẫm nghĩ, sau đó đáp, không phải ngươi nên làm gì, mà là nếu ông ấy làm thế, Nam Man tộc ta sẽ kết thù với ngươi. Khi đó, có lẽ không cần đợi chủ nhân bút đại đạo ra tay, chúng ta đã gặp phải tai họa ngập đầu rồi.
Diệp Huyên nhìn Nam Man Nhi, tại sao cô cho rằng ta có thể uy hiếp đến Nam Man tộc của cô? Cô phải biết là bây giờ ta chỉ mới là trật tự cảnh thôi. Nam Man Nhi cười nói, chính vì ngươi mới chỉ là trật tự cảnh, cho nên mới đáng sợ. Cái ngươi tu luyện là ngoại trật tự, nhưng ngươi lại có thể xem thường phong ấn của chủ nhân bút đại đạo mà xuống đây, việc này có ý nghĩa gì? Có nghĩa ngươi hoàn toàn không sợ chủ nhân bút đại đạo. Năm đó sở dĩ gia tộc ta suýt bị diệt tộc cũng là vì thiên tổ ta muốn tu luyện ngoại trật tự, vì thế đã dẫn đến tai họa ngập đầu cho tộc ta. Mà ngươi bây giờ là ngoại trật tự, nhưng lại có thể sống thoải mái, việc này đã có thể chứng tỏ được rất nhiều điều rồi. Diệp Huyên im lặng. Nam Man Nhi lại nói, gia gia nắm giữ chức vị cao, ông ấy rất ít tiếp xúc với bên ngoài, vì thế, ông ấy luôn mang thái độ hơn người, trong mắt ông ấy thương lượng với một người có cảnh giới thấp hơn mình là nể mặt người đó. Cộng thêm việc gia gia trong gia tộc luôn nói một không hai, vì thế, khi ngươi gặp ông ấy, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên dừng bước. Diệp Huyên nhìn về phía, cách không xa trước mặt hắn là một đại điện, trên đại điện có hai chữ to, nhà thờ tổ. Nam Man Nhi cười nói, cho nên ta cũng không dẫn ngươi đi gặp ông ấy. Ngươi tiến vào nhà thờ tổ, bên trong có truyền tống trận, có thể đi thẳng đến dãy núi hoang cổ. Diệp Huyên nhìn về phía Nam Man Nhi, cô sẽ bị trừng phạt chứ? Nam Man Nhi chớp mắt, sẽ không. Diệp Huyên nhíu mày. Nam Man Nhi cười nói, thật mà, bây giờ ta là người yêu nghiệt nhất ở Nam Man tộc, sau này sẽ là tộc trưởng của Nam Man tộc, cho nên dù gia gia có tức giận, ông ấy cũng không thể làm gì ta. Diệp Huyên im lặng. Nam Man Nhi nói tiếp, yêu vương hoang cổ là yêu thú mạnh nhất ở dãy núi hoang cổ, thực lực của nó đã đạt đến bán bộ thiên chi cảnh. Nếu ngươi gặp nó thì nhớ cẩn thận. Cô nương mà ngươi muốn tìm đi đến dãy núi hoang cổ là vì tìm truyền thừa yêu thần hoang cổ để lại năm đó, yêu tộc hoang cổ sẽ không cho nàng lấy được truyền thừa đâu, cho nên, có thể nàng sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Dứt lời, hắn đi về phía nhà thờ tổ. Nam Man Nhi đột nhiên nói, nếu đấu không lại có thể trở về đây, có gia tộc ta, yêu tộc hoang cổ không dám bước vào nơi này. Diệp Huyên quay đầu nhìn Nam Man Nhi. Cười nói cảm ơn. Nói xong, hắn im lặng một lát mới tiếp tục, những gì ta đã đồng ý với cô trước đó vẫn còn có tác dụng. Đợi ta tìm thấy bạn ta, ta sẽ đến tìm cô. Dứt lời, hắn đi vào trong nhà thờ tổ. Nam Man Nhi đứng tại chỗ khẽ mỉm cười, không nói gì. Trận pháp bên trong nhà thờ tổ nhanh chóng khởi động, sau đó, Diệp Huyên đã biến mất trong nhà thờ tổ. Diệp Huyên vừa biến mất. Một ông lão đã xuất hiện bên cạnh Nam Man Nhi. Ông lão nhìn về phía nhà thờ tổ, sau đó nhìn Nam Man Nhi, Nam Man Nhi cười cất lời, ra ra. Ông lão im lặng một lát rồi hỏi, cháu không tin ra ra à? Nam Man Nhi nhẹ giọng nói, chuyện khác đều có thể nghe theo ra ra, nhưng chuyện này thì không. Vì nếu làm theo cách của ra ra sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho chúng ta. Ông lão nhìn chằm chằm Nam Man Nhi, tai họa ngập đầu. Cháu cho rằng Gia Gia sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Nam Man tộc ư. NMN gật đầu, đúng thế. Ông lão bật cười, nhà đầu, cháu không cảm thấy lời mình nói rất buồn cười à. Nam Man Nhi nhìn về phía nhà thờ tổ, Gia Gia, gia tộc ta phát triển đến giờ mới chậm rãi khôi phục nguyên khí, nếu có gì sơ suất, thật sự sẽ có tai họa ngập đầu đó. Ông lão lạnh lùng nói, cháu nên biết hắn có thể đi vào. Hơn nữa còn là quang minh chính đại đi vào, chắc chắn là có thuật thần thông gì đó. Nam Man Nhi nhìn ông lão, không phải thuật thần thông, hắn là ngang nhiên đi xuống, hơn nữa còn là ngoại trật tự. Người như thế, hoặc là người vô cùng nghịch thiên, hay là có người nhà vô cùng nghịch thiên. Cho dù là nguyên nhân gì, gia tộc ta đều không thể động vào. Ông lão còn muốn nói gì đó, Nam Man Nhi đột nhiên quay đầu nhìn về phía ông ta, ra ra, ông nên về hưu rồi. Nghe vậy, ông lão thoáng sửng sốt, sau đó nổi giận, nha đầu, cháu. Nam Man Nhi đột nhiên mở tay phải, sau đó đè xuống. Oanh! Một uy áp vô hình lập tức bao phủ lấy ông lão, uy áp mạnh mẽ lập tức khiến ông lão không thể thở nổi. Ông lão hoảng sợ nhìn Nam Man Nhi, thiên chi cảnh cháu đạt đến thiên chi cảnh rồi. Nam Man Nhi gật đầu, sau đó rụt tay phải lại, ông lão lập tức như chút được gánh nặng, cả người thả lỏng.
Nam Man Nhi bình tĩnh nói, ra ra, cháu vốn muốn mang thân phận cháu gái nói chuyện với ông, nhưng rõ ràng là ông không chịu nghe. Nếu đã thế, cháu cũng chỉ thể dùng thực lực để nói chuyện với ông thôi. Dứt lời, nàng ta nhìn ông lão, bắt đầu từ bây giờ, cháu sẽ là gia gia của ông, à không, bắt đầu từ bây giờ, cháu sẽ quản lý Nam Man tộc. Ông lão. Nam Man Nhi lại nói, cường giả tam chi cảnh của gia tộc ta, tập trung toàn bộ đến nơi này. Giọng nói như sấm lập tức vang vọng khắp Nam Man tộc, sau đó, mười mấy khí thế bay lên trời từ trong thành, sau đó lao về phía nhà thờ tổ. Ông lão nhìn Nam Man Nhi, cháu muốn làm gì? Nam Man Nhi nhìn về phía nhà thờ tổ, nhẹ giọng đáp, đợi. Đợi hắn xảy ra mâu thuẫn với yêu tộc hoang cổ. Ông lão hỏi, sau đó thì sao? Nam Man Nhi lạnh lùng nói, đương nhiên là để cường giả trong tộc dốc hết toàn lực giúp đỡ Diệp công tử rồi. Ông lão nhìn chằm chằm Nam Man Nhi với vẻ khó hiểu. Nam Man Nhi khẽ thở dài, giải thích, ra ra, chúng ta không thể thắng được chủ nhân bút đại đạo, dù cháu gái ông đã hơn hẳn tiên tổ, nhưng cũng không thể đánh lại, chúng ta chỉ có thể mượn sức người khác thôi. Diệp công tử này là một người ăn mềm không ăn cứng, chúng ta kết thân với hắn, chắc chắn sẽ có thiện quả, nếu hắn gặp nạn, chúng ta giúp đỡ, với tính cách của hắn, sau này chắc chắn sẽ giúp đỡ chúng ta một tay, chỉ cần một tay đã đủ để chúng ta thoát khỏi nơi này rồi. Nói xong, nàng ta lắc đầu thở dài, tiên tổ của chúng ta năm đó quá cổ hủ, lăn lộn trên thế giới này, buộc phải hiểu một đạo lý, đó là không đánh lại thì quy thuận. Ai mạnh, ta sẽ xông pha cùng người đó. Chống đối, bọn họ đã chống trả rồi đấy thôi, nhưng mẹ nó chứ, người phải chịu khổ lại là đời sau chúng ta. Làm gì có ai hãm hại con cháu như thế chứ? Dãy núi hoang cổ. Diệp Huyên vừa bước vào dãy núi hoang cổ, trong dãy núi có những lực lượng đáng sợ không ngừng dâng cao từ bên trong. Chấn động núi rừng. Đại chiến. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên lập tức sa sầm mặt, người hắn run lên, biến thành một tia kiếm quang biến mất ở sâu trong dãy núi. Lúc này, trong dãy núi có một cô gái đang đối mặt với một con yêu thú lớn tựa như núi, trông giống vượn, có 6 cánh tay, trong mắt tản ra khí thế hung ác như muốn nuốt chửng người khác. Ở trước mặt con yêu thú này là một cô gái mặc áo vải váy bố, bên hông đeo một túi vải nhỏ, trong tay cầm một vũ khí hình thù kỳ lạ. Người này chính là Tần Quan. Lúc này, yêu thú kia đưa mắt nhìn xuống Tần Quan, giọng nói vang vọng như chuông lớn. Nữ nhân, để đồ trong tay ngươi lại, bản tôn có thể để ngươi chết thoải mái, nếu không, bản tôn sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tần Quan cười nói với yêu thú, tiểu yêu, khi nãy chúng ta đã thương lượng rồi mà. Chỉ cần ta mở được phong ấn yêu thần kia, tất cả mọi thứ trong bí cảnh đều sẽ thuộc về ta, sao nào, bây giờ ngươi muốn đổi ý à? Yêu thú nhìn chằm chằm Tần Quan, đó là đồ của yêu tộc ta. Sao có thể rơi vào tay nhân tộc được? Tần Quan chớp mắt, nói thế nghĩa là ngươi muốn đổi ý đúng không? Trên mặt yêu thú lộ vẻ khinh thường, nó cúi người áp sát, đổi ý thì sao? Dứt lời, nó vung một cánh tay to lớn lên đánh về phía Tần Quan. Ầm. Cánh tay đánh xuống, toàn bộ đất trời lập tức như bị búa sắt đánh xuống, rung động dữ dội, cực kỳ đáng sợ. Nhưng nét mặt Tần Quan lại rất bình tĩnh. Vào khoảnh khắc con yêu thú kia ra tay, nàng ta đột nhiên chĩa vũ khí trong tay về phía nó, sau đó bóp cò. Oanh! Một tia sáng trắng lóe lên. Ầm! Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, con yêu thú kia bị tia sáng trắng này đánh ra xa mấy vạn trượng, nhưng khi nó vừa dừng lại, lại có một tia sáng trắng bắn tới. Ầm ầm! Trong nháy mắt, con yêu thú lập tức bị vô số tia sáng trắng bao phủ, sau đó những tiếng kêu thảo thiết không ngừng vang lên từ bên trong. Mà ngay lúc này, một lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên bộc phát từ bên trong vòng sáng trắng kia, ngay sau đó vòng sáng trắng nổ tung, con yêu thú bay ra ngoài, mà lúc này, cả người nó đã máu thịt mơ hồ, vô cùng thê thảm. Con yêu thú vừa xông lên khá tức giận, nó nhìn Tần Quan bằng ánh mắt căm phẫn, vô cùng dữ tợn. Nó đang định ra tay thì Tần Quan đột nhiên lấy ra một cái ống dài màu đen đặt trên bả vai, chĩa ống về phía yêu thú. Nhìn thấy cảnh này, yêu thú sửng sốt, đây là thứ gì vậy? Lúc này, Tần Quan đột nhiên bóp cò. Đùng! Một tia lửa bắn ra từ bên trong ống. Nhìn thấy tia lửa,
Còn người yêu thú co lại, nó vội vàng nâng hai cánh tay lên đỡ. Ngay sau đó, yêu thú bị đánh bay ra mấy vạn trượng, trong quá trình đó, nó đụng ngã mười mấy ngọn núi lớn, cuối cùng thì đập mạnh xuống đất, tạo thành một hố to dưới mặt đất. Tần Quan cất vũ khí, xoay người rời đi. Nhưng lúc này, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện. Tần Quan nhíu mày, nàng ta xoay người, lúc này, một cú đấm đột nhiên đánh tới trước mặt nàng ta, lúc cú đấm này còn cách nàng ta khoảng nửa trượng, một lá chắn màu xanh đột nhiên chặn nó lại. Lá chắn màu xanh rung mạnh. Tần Quan nhìn về phía trước, trước mặt nàng ta là một cô gái mặc đồ da thú, tóc dài xõa xuống, cơ bắp trên người gồ lên, vô cùng săn chắc. Yêu thú. Lúc này, cô gái cười dữ tợn, tay phải đánh về phía trước. Oanh. Lá chắn màu xanh rung động dữ dội, toàn bộ vùng núi bắt đầu bị sạt lở, nhưng Tần Quan vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh này, cô gái cau mày, ta đang định ra tay một lần nữa thì Tần Quan đột nhiên lấy một thứ vũ khí ra chĩa thẳng vào nàng ta. Tần Quan lập tức bóp cò. Đùng. Một tia lửa bắn ra. Con người cô gái co lại, ta giơ tay phải lên. Cô gái lập tức bị đánh bay cả vạn trượng, khi ta dừng lại, Tần Quan lại bóp cò một lần nữa. Đùng. Con người của cô gái phía xa chợt co lại. Trong mắt ta lộ vẻ dữ tợn, ta xông về phía trước, đánh tới một quyền. Thời không chấn động. Cô gái lại bị đẩy lùi thêm mấy vạn trượng, cuối cùng sau khi đụng vỡ một ngọn núi lớn, ta mới dừng lại được. Tần Quan đang muốn rời đi thì con yêu thú vừa bị đánh bay lúc đầu đột nhiên bò dậy từ trong vực sâu, lúc này, cả người nó đã bị đánh nát, có thể thấy cả xương trắng lộ ra. Sau khi đứng lên, yêu thú nhìn Tần Quan gào thét. Ngay sau đó, dãy núi xung quanh đột nhiên chấn động, vô số yêu thú lao về phía này. Tần Quan xoay người nhìn con yêu thú kia, nó nói với vẻ dữ tợn, nữ nhân, ta muốn ngươi chết. Dứt lời, vô số yêu thú lập tức bao vây lấy Tần Quan. Yêu thú tựa như thủy triều, đông nghìn nghịt, không nhìn thấy điểm cuối. Yêu thú tức giận chỉ vào Tần Quan, xé xác nàng ta. Nó vừa nói xong, vô số con yêu thú lập tức xông về phía Tần Quan. Tần Quan nhíu mày, mà ngay lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta, kiếm quang tan đi, Diệp Huyên xuất hiện. Thấy Diệp Huyên, Tần Quan sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém một phát. Một tia kiếm khí chém thẳng đi. Vụt. Trong nháy mắt, mấy chục con yêu thú trước mặt Diệp Huyên lập tức bị chặt đứt đầu. Máu tươi chảy đầy đất. Lúc này, Diệp Huyên lại vung lên một kiếm nữa. Xoẹt. Kiếm khí phá không bay đi, trong nháy mắt, mấy trăm nghìn con yêu thú đồng loạt rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ một vùng. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đột nhiên biến thành một tia kiếm quang bay ra, trong nháy mắt, đầu của vô số yêu thú xung quanh bay lên không trung, máu tươi phun ra như suối, vô cùng tráng lệ. Chỉ trong vòng mấy giây, mấy trăm nghìn yêu thú xung quanh đã bị giết sạch, trên mặt đất thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Con yêu thú phía xa sững sờ đứng tại chỗ. Lúc này, nó thấy sợ rồi. Mà bên kia, cô gái yêu thú trước đó thấy tình hình không ổn thì xoay người muốn trốn, nhưng ta vừa xoay người, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào ngực ta. Cô gái bị cố định tại chỗ. Diệp Huyên nhìn ta đã cho ngươi đi chưa? Cô gái xoay người nhìn về phía Diệp Huyên với ánh mắt dữ tợn, ta siết chặt tay phải muốn ra tay, mà lúc này, kiếm Thanh Huyên đột nhiên rung lên, cô gái cứ thế bị giết chết. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên quay lại trong tay hắn, hắn nhìn về phía con yêu thú khổng lồ kia, yêu thú hoảng sợ nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên vung tay áo. Oanh! Yêu thú rung lên, cứ thế bị đánh tan. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Tần Quan. Không sao chứ? Tần Quan cười đáp, không sao. Sao ngươi lại đến đây? Diệp Huyên giải thích, nghe nói cô gặp phiền phức nên mới đến. Tần Quan khẽ mỉm cười, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người xoay người rời đi, nhưng lúc này, một ông lão mặc da thú đột nhiên chặn trước mặt hai người. Ông lão nhìn họ, hai vị cứ thế mà đi à?
Diệp Huyên gật đầu, phải. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, kiếm tu, nơi này là dãy núi hoang cổ. Diệp Huyên nhìn ông ta, tránh ra. Ánh mắt ông lão trở nên lạnh lẽo, ông ta siết chặt tay phải, mà ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Gần như cùng lúc đó, ông lão chợt đánh ra một quyền. Cú đấm đánh ra, đất trời rung động. Dẹt. Sau một tiếng rách, tay phải ông lão bị rách ra, kiếm Thanh Huyên lập tức bay vào trong thân thể ông ta. Ông lão liên tục lùi lại, sau khi dừng lại, ông ta đang định cất lời thì kiếm Thanh Huyên đột nhiên bay ra. Xoẹt. Trong nháy mắt, ông lão đã bị chém thành trăm mảnh. Ngay lúc này, thời không phía xa đột nhiên nứt ra, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước tới. Người đàn ông trung niên mặc áo gấm, vóc người cao to, lúc ông ta bước ra, thời không xung quanh đột nhiên rung lên, sau đó trở nên hư ảo. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, rõ ràng đây chính là yêu vương hoang cổ kia. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía Tần Quan, người phải để truyền thừa của yêu thần lại. Tần Quan cười nói, không phải trước đó chúng ta đã giao hẹn rồi sao? Nếu ta có thể phá giải phong ấn yêu thần để lại, thì mọi thứ bên trong đều là của ta. Người đàn ông trung niên nhìn Tần Quan, phải để truyền thừa lại. Tần Quan cười nói, thì ra yêu thú cũng thích lật lọng. Người đàn ông trung niên lắc đầu, loài người quá tham lam sẽ mất mạng đó, hiểu không? Tần Quan cười khẽ, thật ra ông có thể nói câu này với bản thân. Người đàn ông trung niên nhìn Tần Quan, ông ta đột nhiên siết chặt tay phải, đánh ra một quyền. Rắc! Cú đấm khiến thiên địa nổ tung, biến thành một vùng đen kịt. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên kéo Tần Quan ra phía sau, sau đó chém một kiếm về phía trước. Oanh! Kiếm quang bộc phát, nhưng chỉ trong nháy mắt rồi vụt tắt. Diệp Huyên và Tần Quan liên tục lùi lại tận nghìn trượng. Còn người đàn ông trung niên thì không lùi dù chỉ một bước. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên ở phía xa, người đàn ông cũng lạnh lùng nhìn hắn, không phục à. Diệp Huyên cười đáp, đến mà giết ta này. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta sẽ để ngươi được như ý. Dứt lời, ông ta đột nhiên siết chặt tay phải, một khắc sau, ông ta đánh ra một quyền. Cú đấm kéo theo quyền mang ngút trời lóe lên. Ầm. Trước quyền mang này, dường như đất trời cũng trở nên nhỏ bé. Diệp Huyên ở trước mặt Tần Quan đột nhiên tiến lên một bước, tay phải của hắn cầm lấy chuôi kiếm, vô số kiếm ý nhân gian xông ra từ trong cơ thể. Sau một thoáng yên tĩnh, Diệp Huyên đột nhiên xông về phía trước, chém xuống một kiếm. Chiêu kiếm như thác đổ, vô số kiếm quang bay ra. Ầm. Trong nháy mắt, trước mặt Diệp Huyên bộc phát ra một làn sóng công phá đáng sợ như muốn hủy diệt đất trời, làn sóng công phá này thoáng chốc cuốn xa triệu trượng, nơi nó đi qua, vô số ngọn núi lớn cao vạn trượng thoáng chốc bị san bằng. Diệp Huyên cầm kiếm đứng trước mặt Tần Quan, kiếm ý nhân gian không ngừng tản ra từ trong người hắn. Người đàn ông trung niên phía xa hơi nhíu mày. Lúc này, trong lòng ông ta khá là khiếp sợ. Người trước mắt chỉ là trật tự cảnh nhưng lại có thể đánh nhau với ông ta, hơn nữa còn không rơi vào thế yếu. Đúng là kỳ lạ. Lúc này, thời không trước mặt hai người đột nhiên nứt ra, một khắc sau, Nam Man Nhi xuất hiện, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên sửng sốt. Nam Man Nhi nghiêm túc nói, người đi trước đi, ta ở phía sau ngăn cản. Diệp Huyên hơi do dự. Sau đó nói, như thế không ổn lắm nhỉ. Nam Man Nhi nghiêm túc nói, không sao, ta muốn người mang ơn ta, người đi trước đi, việc còn lại cứ giao cho ta. Diệp Huyên cạn lời. Cô có cần thẳng thắn thế không? Diệp Huyên còn muốn nói gì đó, Nam Man Nhi đột nhiên vung tay áo, Diệp Huyên và Tần Quan lập tức bị nàng ta đưa đi. Nam Man Nhi xoay người nhìn về phía yêu vương hoang cổ. Yêu vương cũng nhìn chằm chằm nàng ta, người muốn lo chuyện bao đồng à? Nam Man Nhi vô cùng bình tĩnh, không hề nói nhiều một câu mà lập tức vung tay áo. Nàng ta vừa ra tay, sắc mặt yêu vương hoang cổ lập tức thay đổi thiên chi cảnh. Một giây sau, đầu của yêu vương đã rơi xuống trước mặt Nam Man Nhi. Nét mặt Nam Man Nhi không chút cảm xúc, nàng ta nhìn xung quanh, sau đó vỗ nhẹ lên mặt mình, sắc mặt nàng ta lập tức trở nên tái nhợt.
Sau đó, nàng ta cắn rách đầu ngón tay, quẹt nhẹ lên khóe miệng. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, nàng ta đột nhiên nói với giọng điệu yếu ớt, cha ôi ta bị thương nặng quá, có phải ta sắp chết rồi không? Yêu vương hoang cổ. Diệp Huyên và Tần Quan được Nam Man Nhi đưa tới Nam Man tộc. Diệp Huyên hơi nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng cuộc sống của Nam Man Nhi không hề dễ dàng, vừa nãy khi nàng ta đưa hắn đi, hắn thậm chí còn không kịp phản ứng. Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyên sắp xếp lại suy nghĩ, nhìn Tần Quan, ám quân nói cô gặp phải rắc rối. Tần Quan cười, ta có thể giải quyết được. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, biết mà vẫn còn tới. Diệp Huyên khẽ nói, không tới thì lại không yên tâm. Tần Quan không nói gì. Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ. Lúc này, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, người tới chính là Nam Man Nhi. Khi thấy Nam Man Nhi, Diệp Huyên sững sờ. Nam Man Nhi loạng choạng đi đến trước mặt Diệp Huyên, vừa tới trước mặt hắn, nàng ta như đứng không vững suýt thì ngã xuống, Diệp Huyên nhanh chóng đỡ nàng ta, ngỡ ngàng gọi cô. Nam Man Nhi đang định lên tiếng nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, một ngụm máu tươi đã phun ra. Diệp Huyên sững người. Nam Man Nhi yếu ớt nói, yêu vương hoang cổ kia mạnh quá. Ta suýt chút nữa đã chết trong tay nó. Nói xong nàng ta lại phun ra một ngụm máu. Diệp Huyên chần chừ hỏi, cô giết nó rồi à? Nam Man Nhi gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên im lặng. Yêu vương hoang cổ kia là bán bộ thiên chi cảnh, thế mà cô gái này lại giết được đối phương. Điều này hơi sai sai nha. Nam Man Nhi nhìn Diệp Huyên, sau đó yếu ớt nói, có phải ta sắp chết rồi không? Ta thấy khó chịu quá, ta yêu vương hoang cổ kia thực sự quá lợi hại. Yêu vương hoang cổ. Diệp Huyên nhìn Nam Man Nhi bảo, trông cô không sống như đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nam Man Nhi chớp mắt, nhưng sao ta lại thấy khó chịu thế này? Nói rồi bàn tay đang ôm bụng của nàng ta ấn mạnh hơn một chút. Phụt! Máu tươi lại phun ra. Diệp Huyên! Lúc này cường giả của Nam Man tộc đã lần lượt tới nơi, thấy Nam Man Nhi yếu ớt thế này thì ai nấy đều sửng sốt. Nam Man Nhi lau vết máu bên khóe miệng, Diệp công tử, Tần cô nương, hai người chuẩn bị đi à? Diệp Huyên nhìn Tần Quan. Tần Quan cười bảo, đúng thế. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Vẻ mặt Nam Man Nhi trở nên ảm đạm. Tần Quan cười như không cười, Man Nhi cô nương, có phải cô muốn tiểu huyên tử giúp tộc cô giải trừ phong ấn nơi này để Nam Man tộc của cô được tự do không? Nam Man Nhi do dự một lúc rồi bảo, thành thật mà nói đúng là ta có ý này, nhưng như vậy liệu có gây rắc rối cho Diệp công tử không? Diệp Huyên và Tần Quan nhìn nhau, cả hai lắc đầu cười. Diệp Huyên cười nói, Man Nhi cô nương, ta vẫn thích cô bộc trực thẳng thắn hơn. Hắn và Tần Quan đều không ngốc, làm sao lại không nhìn ra chút tâm tư đó của Nam Man Nhi. Nam Man Nhi lắc đầu cười, không có cách nào khác, đều vì cuộc sống cả. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, Man Nhi cô nương, cứu Nam Man tộc cô chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cô phải cho ta một lời hứa. Nam Man Nhi ngẫm nghĩ, hứa thì không cần đâu, thế này được không? Nếu tộc ta thoát khỏi cảnh khốn khó thì tộc ta sẽ tuân theo trật tự của ngươi, ngươi nói gì thì là thế đó. Nghe vậy, cường giả Nam Man tộc đang có mặt đều sửng sốt, sau đó có một số người không vui, đang định nói gì đó thì bị Nam Man Nhi lườm. Nghe Nam Man Nhi nói vậy, Diệp Huyên im lặng. Nam Man Nhi còn định nói thêm gì đó thì Diệp Huyên đã lên tiếng, không cần mọi người phải tuân theo trật tự của ta. Nam Man Nhi sửng sốt. Diệp Huyên cười, trật tự của ta mà tốt thì các người sẽ tự tuân theo, nếu không tốt thì có ép buộc các người cũng không thật lòng tuân theo. Vậy nên Man Nhi cô nương không cần ép buộc tộc nhân của cô phải tuân theo trật tự của ta, sau khi các người ra ngoài có thể sống cuộc sống mà mình muốn. Đương nhiên, vì sự an toàn, Man Nhi cô nương phải gia nhập vào thư viện của ta, tất nhiên cô cũng được tự do, sau này nếu cô không muốn ở thư viện thì cũng có thể rời đi. Điều này không ép buộc. Coi như cho cô cũng là cho ta và thư viện một cơ hội, cô thấy thế nào? Nam Man Nhi nhìn Diệp Huyên nói, được. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta rời khỏi đây luôn đi. Nam Man Nhi hỏi, bây giờ ư?
Diệp Huyên gật đầu, các cô chuẩn bị xong chưa? Nam Man Nhi cười đáp, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu rồi. Diệp Huyên nói, vậy đi thôi. Nói xong hắn nhìn về phía nơi sâu trong bầu trời, giây tiếp theo hắn xòe tay, kiếm Thanh Huyên phóng lên trời. Ầm. Trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, tiếp đó một chữ đạo màu vàng hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy chữ này, vẻ mặt tất cả cường giả Nam Man tộc đang có mặt đều trở nên khó coi. Chính chữ này đã giam cầm Nam Man tộc vô số năm. Diệp Huyên nhìn chữ đạo này, không nói gì, nhưng lúc này chữ đạo ấy lại bỗng trở nên mờ ảo, rất nhanh nó đã biến mất trong mắt mọi người. Sức mạnh phong ấn biến mất rồi. Nhìn thấy cảnh này, cường giả của Nam Man tộc đều sững sờ. Vẻ mặt ai nấy đều thảng thốt kinh ngạc. Thế này là biến mất luôn hả? Vẻ mặt Nam Man Nhi cực kỳ phức tạp. Nàng ta là thiên chi cảnh, ở thế gian này tuyệt đối là cường giả đứng đầu. Thế nhưng lại chẳng làm được gì chữ này, nàng ta cũng muốn phá vỡ nó bằng vũ lực nhưng nàng ta phát hiện, nếu làm vậy thì sức mạnh phong ấn sẽ phá hủy hoàn toàn thế giới dưới lòng đất này, đến lúc đó Nam Man tộc sẽ tan thành mây khói. Đương nhiên lấy cứng đối cứng với nó, nàng ta cũng không tự tin nắm chắc phần thắng. Cho dù phá được phong ấn thì cũng sẽ có phong ấn khác mạnh hơn giáng xuống. Đây là nhân quả, nàng ta không kham nổi, Nam Man tộc cũng không. Lúc này Diệp Huyên nhìn về phía nhóm Nam Man Nhi, đi thôi. Nam Man Nhi nhẹ giọng nói, cảm ơn Diệp công tử. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, bây giờ Man Nhi cô nương đã là người của thư viện rồi, nếu đã là người của thư viện thì cũng là người cùng phe thì không cần cảm ơn. Nam Man Nhi cười bảo, được rồi. Diệp Huyên nói, Man Nhi cô nương, chúng ta chờ các cô ở trên đó. Nói xong hắn dẫn Tần Quan hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối trời. Tại đây, Nam Man Nhi quay người lại nhìn Nam Man tộc, bắt đầu từ bây giờ tộc ta được tự do rồi. Sắc mặt nhóm người Nam Man tộc phức tạp. Họ được tự do rồi. Nhưng Nam Man Nhi lại bị yêu cầu gia nhập thư viện. Nam Man Nhi cười bảo, chuyện gì cũng có cái giá của nó, không có chuyện không làm gì mà vẫn được hưởng đâu. Hơn nữa ta gia nhập thư viện cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Diệp công tử đang thực hiện ngoại trật tự, nếu thành công thì sau này cả vũ trụ này đều sẽ là của hắn, đến lúc đó Nam Man tộc ta cũng gần vua được lộc. Nói rồi nàng ta nhìn quanh mọi người một lượt, cười nói, phóng tầm mắt ra xa hơn được rồi đó. Mọi người đều im lặng. Nam Man Nhi nhẹ giọng nói, chuẩn bị rồi rời khỏi nơi này đi. Mọi người hơi cúi người hành lễ trước Nam Man Nhi rồi lui xuống. Nam Man Nhi quay người nhìn bốn phía, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Giữa hai hàng lông mày nàng ta xuất hiện một phù văn thần bí. Thiên Chi Vân. Đạt đến thiên chi cảnh có thể nhìn thấy dấu tích của số mệnh, chân tướng của số mệnh, tương lai đối với đại đa số người là không chắc chắn. Nhưng cường giả đến cấp bậc như nàng ta là có thể nhìn thấy đủ loại khả năng trong tương lai, từ đó chọn lựa điều có lợi nhất cho mình. Điều đáng sợ nhất của thiên chi cảnh là lựa chọn, người có thể lựa chọn con đường có lợi nhất cho mình. Tuy nhiên nàng ta không thể nhìn thấy dấu tích của số mệnh, khi nàng ta nhìn Diệp Huyên, số mệnh của hắn rất mờ ảo, không nhìn thấy thứ gì. Không chắc chắn, chưa rõ. Mà sở dĩ nàng ta lựa chọn Diệp Huyên thực ra là đánh cược. Đương nhiên không phải ý nghĩ nhất thời. Mặc dù không thể nhìn thấu dấu tích của số mệnh, nhưng nàng ta có thể nhìn thấy huyết mạch của Diệp Huyên, có thể nhìn thấy kiếm của Diệp Huyên, nhìn thấy ngoại trật tự của Diệp Huyên, nhìn thấy kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên. Cuộc đời này của con người, nỗ lực rất quan trọng, cơ hội rất quan trọng, chỗ dựa cũng quan trọng, nhưng lựa chọn quan trọng hơn. Thiên chi cảnh là lựa chọn. Nam Man Nhi đột nhiên cười khẽ, xem tương lai thế nào đi. Nói xong nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên và Tần Quan rời khỏi thế giới dưới lòng đất, nhưng khi hai người lên đến mặt đất, hơn chục thần thức mạnh mẽ bao trùm lấy họ. Diệp Huyên nhìn về phương xa, cách đó không xa có một ông lão chậm rãi đi tới. Tam chi cảnh. Sau lưng ông lão còn có 6 cường giả tam chi cảnh nữa, khí thế của ai cũng đều rất mạnh. Ông lão nhìn Diệp Huyên, người của trấn tộc ta là do ngươi giết. Diệp Huyên gật đầu, không phục. Ông lão sửng sốt sau đó cười khẩy, thật ngông cuồng.
Rất ngông cuồng, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Đồng tử của ông lão đột nhiên co rút lại, ông ta nhanh chóng giơ tấm khiên màu đen lên chắn trước người. Phập. Chỉ nghe một tiếng nứt lìa vang lên, sau đó một thanh kiếm đâm vào đầu mày của ông lão, máu bắn ra từ sau gáy ông ta. Đám cường giả của trấn tộc đều choáng váng. Diệp Huyên đi tới trước mặt ông lão, nhìn vẻ mặt khó tin của ông ta đang định lên tiếng thì hắn đã đột nhiên rút kiếm. Phụt. Đầu ông lão bay ra ngoài ngay tức khắc. Diệp Huyên quay đầu nhìn mấy cường giả trấn tộc còn lại, sắc mặt mấy người trong nháy mắt đều thay đổi, tất cả đồng loạt lùi về phía sau, không ai dám ra tay. Diệp Huyên giết tam chi cảnh chỉ trong một giây. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là thực lực của Diệp Huyên đã vượt xa tam chi cảnh, ít nhất là địa chi cảnh, đây không phải người mà bọn họ có thể chống lại. Nghĩ đến đây, mấy người quay người bỏ chạy. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối tinh không. Diệp Huyên cũng không đuổi theo. Lúc này Tần Quan đi tới trước Diệp Huyên, nàng ta nhìn hắn cười bảo, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên lắc đầu. Tần Quan sửng sốt. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đến trấn tộc đi. Tần Quan hỏi, đến đó làm gì? Diệp Huyên bảo, giết người. Tần Quan suy nghĩ một chút sau đó nói, hay là thôi đi. Diệp Huyên lắc đầu, không được. Tần Quan nhìn Diệp Huyên nói, không giết bọn chúng, ta khó mà xoa dịu được nỗi lòng. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, ta vẫn ổn mà. Diệp Huyên nói, vậy cũng không được. Nói xong hắn đi về phía xa. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, không lên tiếng nữa. Lúc này trong đầu Diệp Huyên chợt vang lên tiếng của Tiểu Bút, cậu là học giả, phải thiết lập trật tự pháp lý, cậu cứ giết người thế này. Diệp Huyên nói, trong thế giới của ta, người thân là số 1, ta là số 2, vũ trụ là số 3. Nói xong hắn quay lại nhìn Tần Quan, đi, đi giết người. Nếu ta lỡ nổi điên quá mất hết lý trí thì nhớ đưa ta về nhà. Đi giết người. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Tần Quan im lặng nhìn hắn một lúc, sau đó cười nói, đi. Dứt lời, hai người đi về phía xa. Lúc này, Tiểu Bút khẽ thở dài. Còn định nói gì đó thì Tiểu Tháp đột nhiên ngắt lời nó, Tiểu Bút, ngươi là thánh thần sao? Tiểu Bút nói với giọng điệu nặng nề, ngươi có ý gì? Tiểu Tháp cười nhạt, không phải thánh thần, sao lại thích đứng trên đỉnh cao đạo đức chỉ bảo người khác như thế? Ngươi phải hiểu bản thân ngươi rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay là vì lý do gì, là vì tham ô. Bản thân ngươi cũng chẳng phải kẻ tốt lành, sao còn muốn bảo người khác làm thánh nhân? Loại bút như ngươi cũng giống như một vài người ở hệ ngân hà, dùng tiêu chuẩn của thần thánh để phán xét người khác, sau đó lại yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của tiện nhân, chỉ cần người khác không đạt được yêu cầu tiêu chuẩn của bọn họ sẽ bắt đầu cào phím, cho rằng bản thân là thần thánh cao thượng, sau đó chỉ trích người khác. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Gần đây Tiểu Tháp bắt đầu đọc sách à? Tiểu Bút trầm giọng nói, Tiểu Tháp. Ta chỉ lo lắng hắn giết chóc quá nhiều sẽ phá hỏng tâm cảnh của bản thân. Tiểu Tháp đáp lời, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cũng biết đầu đuôi chuyện này rồi, Thượng Khí Tông vì cướp của và háo sắc mà đuổi giết Tần cô nương, đây là lỗi của bọn họ hay là lỗi của chúng ta? Tiểu Bút im lặng. Tiểu Tháp nói tiếp, tiểu chủ tiêu diệt Thượng Khí Tông là sai sao? Đương nhiên ngươi cũng có thể nói là tàn nhẫn, nhưng ta lại hỏi ngươi, nếu tiểu chủ không có thực lực, Tần tỷ tỷ không có thực lực. Khi đó, Thượng Khí Tông sẽ thương hại tiểu chủ và Tần tỷ tỷ không? Tiểu Bút không nói gì. Tiểu Tháp tiếp tục, Thượng Khí Tông phụ thuộc vào trấn tộc, tiểu chủ tiêu diệt Thượng Khí Tông, người của trấn tộc không cho phép nên ngăn cản, sau đó tiểu chủ kết thù với bọn họ, đây là lỗi của ai? Nói đến đây, nó cười khẩy, thật ra chuyện này vốn có thể kết thúc, vì tiểu chủ và Tần tỷ tỷ đều đã chuẩn bị rời đi, nhưng khi nãy... Trấn tộc lại phái 6 cường giả tam chi cảnh đến đuổi giết tiểu chủ và Tần tỷ tỷ. Phải, thực lực tiểu chủ mạnh, giết chết một người, khiến 5 người sợ hãi bỏ chạy, sau đó tiểu chủ muốn đi trả thù, người bắt đầu thông cảm cho trấn tộc, vì sao? Vì mọi người đều thích thông cảm cho kẻ yếu, cũng giống như ai yếu thì người đó có lý vậy. Nhưng đổi một góc nhìn khác, nếu tiểu chủ không có thực lực, kết cục của hắn và Tần tỷ tỷ sẽ thế nào? Tiểu chủ đi trả thù là đương nhiên. Tâm cảnh sao có thể bị phá hoại được? Nếu bị người khác đuổi giết nhiều lần vẫn không tức giận còn muốn nói đến nhân nghĩa đạo đức,
vậy tiểu chủ tu kiếm làm gì? Đi thêu hoa luôn cho xong, đàn ông không có chút nóng giận còn là đàn ông sao? Diệp Huyên cười nói, có lý. Tiểu bút khẽ thở dài, nhưng sau này hắn phải đứng đầu vũ trụ, đương nhiên suy xét chuyện gì cũng phải toàn diện một chút. Giết một tông môn, sảng khoái nhất thời, nhưng lại làm mất lòng người, đây cũng không phải chuyện tốt. Tiểu tháp nói, tiểu bút, ta chỉ có thể nói là người ngu quá. Tiểu bút trầm giọng nói, ngươi có thể đừng đã kích kiểu đó không? Tiểu tháp nói, ngươi vẫn chưa rõ à? Ước muốn của tiểu chủ là muốn sống tốt cùng người thân của mình, sau đó mới đến chúng sinh, ngươi phải phân biệt cái chính và cái phụ, tiểu chủ không phải kiểu thánh mẫu sống, hắn phải ích kỷ trước, để bản thân sống tốt rồi mới đi quan tâm đến vũ trụ. Ngươi cho rằng hắn luyện kiếm là để đi giảng đạo với người khác à? Sai rồi, hắn tu kiếm là để người khác đến nói phải trái với hắn, hiểu không? Nghe vậy, Diệp Huyên cười to, tiểu tháp, khó trách ngươi có thể sống cùng phụ thân ta lâu như thế, không thể không nói là trước kia ta đánh giá thấp ngươi rồi. Tiểu tháp lạnh nhạt đáp, thật sự cho rằng tiểu tháp ta là một kẻ du thủ du thực à? Ta chỉ không muốn tỏ vẻ bản thân quá xuất sắc thôi, nếu ta xuất sắc quá thì còn cần tiểu chủ làm gì? Nếu ta không ra vẻ ngu ngốc một chút, thì sao khiến tiểu chủ trông thông minh hơn được? Dù làm người hay làm tháp, đều cần hiểu rõ vị trí của bản thân, giống như ở thế tục vậy, nếu đại thần tỏ ra thông minh hơn hoàng đế, tiểu chủ nghĩ hắn sẽ có kết quả thế nào? Diệp Huyên cạn lời. Tiểu bút im lặng một lát rồi nói, ta hiểu rồi. Tiểu bút còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này, thời không trước mặt Diệp Huyên và Tần Quan đột nhiên nứt ra, sau đó, một ông lão chậm rãi xuất hiện. Diệp Huyên hỏi, người của trấn tộc à? Ông lão đáp, lão phu là người của trấn tộc. Diệp Huyên đột nhiên chém ra một kiếm. Kiếm thanh huyên lóe lên tựa như tia chớp. Xoẹt. Đầu của ông lão lập tức rơi xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyên không hề phí lời, thẳng thừng dẫn theo Tần Quan biến mất ở cuối tinh không. Chấn tộc. Chấn tộc là một trong ba thế lực mạnh nhất ở vũ trụ đạo, thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ, đặc biệt là bây giờ chấn tộc còn chiêu mộ được một thiên tài, Cổ Tịch Quân. Cổ Tịch Quân này vốn là thiên tài siêu cấp của Thượng Khí Tông, cũng là người có tiên đạo thể, mà hiện tại, hắn ta đang ở rể tại chấn tộc. Cổ Tịch Quân liên thủ với chấn tộc, có thể xem như kẻ mạnh bắt tay với nhau. Tất nhiên, Cổ Tịch Quân bây giờ vẫn chưa thể so sánh với chấn tộc được, dù sao, thiên tài chưa trưởng thành thì có yêu nghiệt đến mức nào cũng vô dụng thôi, phải biết rằng thiên tài rất dễ chết non. Hôm nay, cường giả trong chấn tộc đều tề tụ. Cổ Tịch Quân cũng có mặt. Người dẫn đầu chính là tộc trưởng hiện tại của chấn tộc Trấn Nguyên. Trấn Nguyên nhìn mọi người đứng trong điện, thiếu niên kiếm tu kia giết chết Lý trưởng lão bằng một kiếm ư. Mọi người vội vàng gật đầu. Thấy thế, mọi người trong điện cau mày. Lý trưởng lão, chính là cường giả tam chi cảnh. Trấn Nguyên lạnh lùng nhìn ông lão bên phải, cửu trưởng lão, có điều tra được lai lịch người này không? Cửu trưởng lão trầm giọng nói, bẩm tộc trưởng, người này không phải người của vũ trụ đạo ta. Trước đây không lâu, hắn vừa mới đến vũ trụ đạo. Còn về thân phận thật sự thì vẫn chưa điều tra được. Trấn Nguyên cau mày, không phải người của vũ trụ đạo chúng ta à? Cửu trưởng lão gật đầu, đúng thế. Nhưng đạo môn từng tiết lộ với chúng ta, nói người này có thể đến từ Thái Sơ tộc. Thái Sơ tộc. Nghe vậy, sắc mặt những người đang có mặt đều thay đổi. Đương nhiên bọn họ không xa lạ gì với Thái Sơ tộc này, đây là một thế lực siêu cấp. Sở dĩ vũ trụ đạo bây giờ đoàn kết như thế cũng là vì Thái Sơ tộc này. Trấn Nguyên trầm giọng nói, có xác định được không? Cửu trưởng lão lắc đầu, không có cách nào chắc chắn cả. Trấn Nguyên chợt nói, hắn chính là người của Thái Sơ tộc. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Trấn Nguyên, ông ta lạnh lùng nói, truyền lệnh cho Tưởng tộc và Khương tộc, chỉ cần nói là Thái Sơ tộc phái người tiến vào vũ trụ đạo của chúng ta. Người này chính là thiếu niên kiếm tu kia. Nghe vậy, mọi người đều hiểu ra. Tộc trưởng muốn kéo tất cả các thế lực vào chuyện này. Trấn Nguyên lại nói, truyền lệnh xuống, toàn bộ vũ trụ đạo truy nã người này. Mà lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên từ ngoài điện, sau đó, bầu trời chấn tộc bị nứt ra, một tia kiếm khí đánh thẳng vào trong chấn tộc. Chấn tộc rung động kịch liệt như gặp phải động đất. Những người trong điện đều sửng sốt. Lúc này,
Một ông lão vội chạy vào điện, run rẩy nói, tộc trưởng, thiếu niên kia tấn công đến đây rồi. Tấn công đến đây. Nghe thấy lời này, mọi người trong điện kinh ngạc. Tấn công đến đây. Cổ Tịch Quân có tiên đạo thể ở bên cạnh nhất thời cau mày. Phía trên, sắc mặt Trấn Nguyên trở nên hơi u ám, đúng là to gan. Đúng là to gan. Dứt lời, ông ta lập tức biến mất, các cường giả trong điện cũng đồng loạt xông ra ngoài. Trên bầu trời của Trấn tộc có một thiếu niên mặc áo trắng cầm kiếm đứng đó, bên cạnh hắn là một cô gái mặc áo vải quần bố, bên hông cô gái đeo một túi vải nhỏ. Trấn Nguyên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn hắn, ai cho ngươi tự tin vậy? Diệp Huyên quan sát Trấn Nguyên, ông là tộc trưởng của Trấn tộc. Trấn Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, phải. Diệp Huyên gật đầu, địa chi cảnh được đấy. Nào, chúng ta đấu tay đôi một trận đi. Trấn Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu ngươi thắng, ngươi muốn tiêu diệt cả tộc ta à? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên rồi. Trấn Nguyên cười khẽ, vậy nếu ngươi thua thì sao? Diệp Huyên nhìn ông ta, vẫn tiêu diệt tộc ông. Trấn Nguyên giận quá hóa cười, đúng là thú vị. Ngươi thua rồi mà vẫn muốn tiêu diệt tộc ta à? Ngươi không cảm thấy bản thân ngươi rất buồn cười sao? Ngươi! Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngắt lời Trấn Nguyên, không cần nói nhảm thêm nữa. Bắt đầu đánh nhau đi. Sau đó, hắn lập tức biến mất. Vụt! Một tia kiếm quang đột nhiên lóe lên. Con người Trấn Nguyên co lại, ông ta mở tay phải, sau đó đè về phía trước, động tác này làm vô số hắc quang bay lên như gió. Lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên trở thành màu đỏ như máu, cùng lúc đó, toàn bộ chân trời thoáng chốc biến thành một biển máu, lệ khí vô tận và sát khí ăn mòn khắp xung quanh, mọi người sợ hãi, vội vàng lùi lại. Lúc này, một tia kiếm quang màu máu đột nhiên lóe lên. Trong nháy mắt, kiếm quang màu máu này lập tức hấp thu toàn bộ hắc quang, Trấn Nguyên thoáng chốc lùi lại mấy vạn trượng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Không ngờ Trấn Nguyên lại bị chém lui bằng một kiếm. Trấn Nguyên là địa chi cảnh đấy. Phía xa, lúc này Diệp Huyên đã từ đồ trắng biến thành đồ đỏ, kiếm thanh huyên trong tay hắn tựa như máu, kiếm ý nhân gian tản ra quanh người cũng trở thành màu đỏ như máu. Sau khi dừng lại, Trấn Nguyên nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, trong mắt thoáng lộ vẻ kiêng dè, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyên, đại đạo thần kinh. Ngươi tu luyện đại đạo thần kinh. Đại đạo thần kinh. Chiêu kiếm khi nãy của Diệp Huyên có uy lực đáng sợ như thế là vì ba nguyên nhân, một là kiếm vốn đã mạnh, hai là kiếm ý nhân gian, ba chính là đại đạo thần khí, mà chỉ có người từng tu luyện đại đạo thần kinh mới có thể có được đại đạo thần khí. Lúc này, Trấn Nguyên hơi ngơ ngác. Thiếu niên này có quan hệ thế nào với chủ nhân bút đại đạo? Diệp Huyên ở phía xa xoay cổ tay, kiếm thanh huyên nhẹ nhàng vung lên, thời không lập tức bị chém rách. Hắn không nói nhảm một câu, biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Xoẹt! Một tia kiếm quang màu máu lóe lên. Kiếm quang nổ tung, Trấn Nguyên lại lùi xa vạn trượng một lần nữa. Sau khi dừng lại, tay phải của Trấn Nguyên lập tức nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cường giả Trấn tộc xung quanh lập tức trở nên khó coi. Trấn Nguyên nhìn về phía Diệp Huyên, gằn giọng nói, Trấn tộc ta tồn tại 60 triệu năm. Dù là đạo môn cũng không dám nói sẽ tiêu diệt Trấn tộc, hôm nay ta cũng muốn xem ngươi tiêu diệt chúng ta bằng cách nào. Diệp Huyên chậm rãi đi về phía Trấn Nguyên, sau hôm nay, nếu trong Trấn tộc có một con kiến nào còn sống, ta sẽ bỏ đi huyết mạch trên người, tự sát ở đây. Diệt tộc. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, sắc mặt những cường giả Trấn tộc xung quanh lập tức trở nên nặng nề. Trấn Nguyên dẫn đầu lập tức giận quá hóa cười, đến đi. Hôm nay ta cũng muốn xem thử ngươi sẽ tiêu diệt Trấn tộc ta bằng cách nào. Dứt lời, ông ta đột nhiên bay lên trời, hai tay vung lên, thoáng chốc, xung quanh bắt đầu rung lên, vô số địa mạch chi lực đáng sợ tập trung về phía ông ta như thủy triều. Vạn xuyên quy hải. Một vài cường giả Trấn tộc xung quanh bắt đầu lùi lại. Lực lượng của hai người quá mạnh mẽ, không gian ở toàn bộ Trấn tộc hoàn toàn không thể chịu đựng được lực lượng khổng lồ này. Nếu những cường giả khá yếu kia không rời đi, thì chỉ với dư chấn uy lực của hai người cũng có thể giết chết bọn họ một cách dễ dàng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhảy lên, một tia kiếm quang xuất hiện, chém thẳng về phía Trấn Nguyên.
kiếm quang như máu, cực kỳ đáng sợ. Trong mắt Trấn Nguyên trên không trung lóe lên vẻ dữ tợn, tay phải ông ta siết chặt thành quyền, sau đó đánh ra. Ầm. Một lực lượng đáng sợ như muốn hủy diệt đất trời xuất hiện. Tinh hà rung động. Oanh. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên lóe lên, sau đó, một cơn sóng xung kích kinh khủng bộc phát, nơi nó đi qua, mọi thứ đều vỡ tan, trong nháy mắt, toàn bộ trấn giới lập tức trở thành một vùng đen kịt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt những cường giả trấn tộc kia lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mà dưới cơn sóng xung kích đó, Trấn Nguyên cũng bị chấn động đến mức liên tục lùi lại mấy chục nghìn trượng. Ông ta vừa dừng lại, một vùng kiếm quang màu máu đã tấn công tới, thoáng chốc bao phủ lấy ông ta. Oanh! Trấn Nguyên tiếp tục lùi lại. Khi Trấn Nguyên dừng lại, lại có một tia kiếm quang chém xuống từ trên đầu ông ta. Con người Trấn Nguyên co lại, ông ta mở lòng bàn tay, địa mạch chi lực vô cùng vô tận điên cuồng bay ra. Nhưng khi chiêu kiếm của Diệp Huyên chém xuống, địa mạch chi lực vô cùng vô tận kia cũng vỡ tan. Địa mạch chi lực hoàn toàn không thể đỡ được huyết mạch chi lực và đại đạo thần khí của Diệp Huyên. Ầm. Trấn Nguyên lập tức bị đánh bay. Mà lần này, khi dừng lại, thân thể của ông ta lập tức nổ tung, trở thành hư vô. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cường giả xung quanh lập tức thay đổi, lập tức lao về phía Diệp Huyên. Mấy chục uy áp mạnh mẽ lập tức bao vây lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên ở phía xa nở nụ cười dữ tợn, hắn động tâm niệm, trong nháy mắt, vô số kiếm ý nhân gian xung quanh hắn lập tức biến thành những thanh kiếm chém ra. Nơi chân trời, kiếm quang tung hoành, ngay sau đó, mấy chục cái đầu máu chảy đầm đìa rơi xuống. Mà lúc này, Diệp Huyên cũng biến thành một tia kiếm quang xông về phía Trấn Nguyên. Bắt giặc phải bắt vua trước. Phải giết Trấn Nguyên đã. Thấy Diệp Huyên lại xông đến. Con người Trấn Nguyên co lại, lúc này, sắc mặt ông ta cực kỳ tái nhợt. Ông ta có thân thể cũng không thể chịu được kiếm của Diệp Huyên, huống hồ là bây giờ. Lúc này, ông ta thấy hối hận rồi. Quá sơ ý. Từ lúc bắt đầu, ông ta đã lơ là rồi. Nếu không, ngay lúc Diệp Huyên vừa xuất hiện, mọi người cùng nhau tấn công thì sao Diệp Huyên có thể chống lại? Lúc này, một khí thế đáng sợ đột nhiên lóe lên. Oanh! Kiếm quang nổ tung, Diệp Huyên lùi lại vị trí ban đầu. Lúc này, trước mặt Trấn Nguyên xuất hiện một ông lão mặc áo bào đen. Nhìn thấy ông lão, Trấn Nguyên lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó cung kính hành lễ, lão tổ tông. Lão tổ tông. Thiên chi cảnh. Sở dĩ ba thế lực lớn có thể xem thường mọi thế lực chính là vì có cường giả thiên chi cảnh. Cường giả cấp bậc này, một người có thể chống lại vô số cường giả. Ông lão áo đen không để tâm đến Trấn Nguyên mà nhìn về phía Diệp Huyên, ngoại trật tự. Ngoại trật tự. Lúc nói những lời này, sắc mặt Trấn Nguyên rất bình tĩnh, nhưng trong mắt ông ta lại lộ vẻ nặng nề và nghi ngờ. Thiếu niên trước mắt chẳng những tu luyện ngoại trật tự mà còn tu cả đại đạo thần kinh. Thật sự không hợp lý. Ngoại trật tự có nghĩa là tạo phản, còn đại đạo thần kinh là một bộ thần kinh do chủ nhân bút đại đạo viết ra. Sao chủ nhân bút đại đạo có thể đưa thần kinh cho một người tạo phản thế này? Thiên chi cảnh. Diệp Huyên ở phía xa vung nhẹ kiếm thanh huyên, không hề nói nhiều dù chỉ một câu, lập tức biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Xoẹt, một tia kiếm quang màu máu lóe lên, ông lão ác đen híp mắt, vung tay áo, một lực lượng đáng sợ xuất hiện. Ầm, kiếm quang nổ tung, Diệp Huyên lùi lại mấy chục nghìn trượng. Sau khi dừng lại, một lực lượng thần bí không ngừng áp chế kiếm ý nhân gian của hắn. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên rung lên dữ dội, một lực lượng đáng sợ lập tức làm vỡ tan lực lượng áp chế của ông lão áo đen kia. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía ông lão áo đen, đôi mắt tựa như biển máu, sát khí bao phủ khắp thiên địa. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, huyết mạch đặc biệt. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Một vùng huyết quang xuất hiện. Trong mắt ông lão áo đen lộ vẻ dữ tợn, lão ta tiến lên một bước, đánh một quyền tới. Sau một quyền này, thời không sau lưng lão ta đột nhiên nứt ra, sau đó, một quyền ấn màu trắng xuất hiện. Oanh! Kiếm quang vỡ tan. Quyền ấn màu trắng kia đánh thẳng đến trước mặt Diệp Huyên,
Diệp Huyên nâng kiếm lên đỡ. Ầm. Kiếm Thanh Huyên rung lên, Diệp Huyên lập tức lùi lại cả trăm nghìn trượng. Lúc này, ông lão áo đen mở lòng bàn tay, sau đó trở tay một cái. Ầm. Trong nháy mắt, thiên địa lập tức điên đảo xoay vòng, một lực lượng đáng sợ xuất hiện từ thời không xung quanh Diệp Huyên, lực lượng mạnh mẽ như muốn giết chết hắn. Diệp Huyên rút kiếm chém một phát về phía trước. Xoẹt. Thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức vỡ tan, lúc này, một tàn ảnh lao đến. Ầm. Thời không nơi Diệp Huyên đang đứng đột nhiên sụp đổ, trong nháy mắt, Diệp Huyên bị một lực lượng đáng sợ đánh lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, một quyền ấn cũng đuổi sát theo sau. Diệp Huyên ngẩng đầu, bay tới chém một kiếm. Vụt. Chiêu kiếm này chém lên trên quyền ấn rung lên, còn Diệp Huyên thì lập tức bị đánh bay, quyền ấn không hề chịu ảnh hưởng, nhanh chóng lao lên, biến mất ở cuối tầm mắt phía xa. Oanh! Nơi cuối tầm mắt, Diệp Huyên lại chém xuống một kiếm nữa, kiếm quang màu máu kéo đến, chém lên trên quyền ấn đó. Ầm! Kiếm khí mạnh mẽ khiến quyền ấn dừng lại trước người, nhưng cả kiếm và cánh tay của Diệp Huyên vẫn đang run rẩy. Dù là kiếm ý nhân gian và khí thần đạo cũng không thể phá hủy quyền ấn này. Lúc này, ông lão áo đen đột nhiên tiến một bước về phía trước, lão ta búng ngón tay một cái. Vụt! Một tia sáng bay ra từ đầu ngón tay của ông lão áo đen, thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức nứt ra. Con người Diệp Huyên co lại, vội vàng đâm một kiếm tới. Kiếm quang như máu. Ầm! Kiếm Thanh Huyên rung lên. Lực lượng mạnh mẽ đánh rách cánh tay của Diệp Huyên, khiến hắn lùi lại mấy chục nghìn trượng, còn kiếm thì vẫn dừng lại ở vị trí ban đầu. Kiếm có thể chịu được lực lượng này, nhưng người thì không chịu được. Ông lão áo đen nhìn kiếm Thanh Huyên, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, kiếm tốt. Lúc này, kiếm Thanh Huyên đột nhiên biến thành một tia kiếm quang bay đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó biến thành một tấm khiên kiếm ngăn chặn quyền ấn đang xông về phía Diệp Huyên kia. Lá chắn kiếm Thanh Huyên rung động kịch liệt, thời không chỗ Diệp Huyên cũng nổ tung, Diệp Huyên lại bay xa một lần nữa. Bên kia, ông lão áo đen lại tiến lên một bước, lão ta giơ tay phải, sau đó đè xuống, động tác này khiến tinh hà đảo lộn, một uy áp vô hình đè xuống, bao phủ lấy Diệp Huyên. Uy lực của vũ trụ tinh hà. Diệp Huyên ở phía xa nắm chặt kiếm Thanh Huyên trong tay phải, kiếm ý nhân gian điên cuồng dâng trào. Nhưng kiếm ý nhân gian của hắn lại không thể áp chế được uy lực của tinh hà vũ trụ này. Chẳng những thế, Diệp Huyên lúc này còn có cảm giác như bị hàng triệu ngọn núi đè lên người, cả người cong hẳn xuống. Cảm thấy khó thở. Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, tay phải chậm rãi đè xuống, động tác này khiến uy thế vũ trụ tinh hà vô cùng vô tận không ngừng di chuyển xuống. Lúc này, toàn bộ trấn giới đều bắt đầu nứt ra. Đừng nói là Diệp Huyên. Dù một thế giới cũng không thể chịu được uy thế vũ trụ tinh hà vô tận này. Thiên chi cảnh, có thể mượn sức mạnh của vũ trụ tinh hà. Tần Quan ở phía xa hơi nhíu mày, nàng ta đưa tay phải vào trong túi vải nhỏ, mà lúc này, trong cơ thể Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên bộc phát ra một luồng huyết quang đáng sợ. Vô số kiếm ý nhân gian như máu đột nhiên tản ra từ trong cơ thể của Diệp Huyên, uy thế vũ trụ tinh hà xung quanh hắn lập tức bị đẩy lui. Nhìn thấy cảnh này, ông lão áo đen nhíu mày, lão ta đè tay phải xuống. Oanh! Vũ trụ tinh hà đột nhiên sôi trào, uy thế vũ trụ tinh hà đáng sợ cuốn xuống như nước lũ. Kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên lại bị trấn áp vào trong cơ thể một lần nữa. Mà lúc này, thân thể của Diệp Huyên đã hoàn toàn cong xuống, trong miệng hắn có máu tươi không ngừng chảy ra, chẳng những thế, xương cốt và thân thể của hắn cũng bắt đầu nứt ra. Nhìn thấy cảnh này, ông lão áo đen tỏ vẻ khinh thường, quỳ xuống cho lão phu. Dứt lời, lão ta đè tay xuống. Động tác này khiến cho một lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó, một huyết mạch chi lực đáng sợ dâng trào từ trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, uy thế vũ trụ tinh hà lập tức bị công phá vỡ tan. Lúc này, toàn bộ tinh hà bốc cháy, sau đó sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này. Còn người ông lão áo đen chợt co lại, sao có thể? Diệp Huyên chậm rãi đứng thẳng dậy, lúc này, quanh người hắn tựa như một biển máu, sát ý và lệ khí vô tận bao phủ khắp vũ trụ tinh hà. Hoàn toàn nổi điên.
huyết dịch trong cơ thể Diệp Huyên tựa như dầu sôi, huyết mạch chi lực đáng sợ không ngừng dâng trào từ trong cơ thể hắn, lúc này, huyết mạch chi lực hoàn toàn áp chế kiếm ý nhân gian và đại đạo thần khí. Tuy nổi điên và hoàn toàn nổi điên chỉ khác nhau hai chữ, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Diệp Huyên chậm rãi đi về phía ông lão áo đen, mỗi một bước đi, dưới chân hắn đều sẽ xuất hiện một dấu chân đỏ máu. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trước giờ luôn nghe nói ngoại trật tự rất kinh khủng, nào, hôm nay để ta xem thử ngoại trật tự trong truyền thuyết của ngươi rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Dứt lời, lão ta tiến lên một bước, mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng vung lên, khai vũ trụ. Oanh! Thời không sau lưng lão ta đột nhiên nứt ra, bên trong thời không đó là một vùng tinh không vũ trụ không thể nhìn thấy điểm cuối. Trong mắt ông lão áo đen lộ vẻ dữ tợn, lão ta duỗi tay phải, lên. Lão ta vừa dứt lời, vũ trụ tinh hà vô tận bên trong thời không nứt ra lập tức rung động kịch liệt, sau đó, những lực lượng đáng sợ lao ra từ bên trong. Lúc này, toàn bộ vũ trụ đạo đều bắt đầu run rẩy, sau đó vô số nơi bắt đầu núi lở đất mòn. Toàn bộ vũ trụ đạo cũng không thể chịu được lực lượng đáng sợ này. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên cất giọng nói nặng nề, mẹ nó. Đây là lực lượng vũ trụ tinh hà, là tinh hà thần đang cho lão ta mượn lực lượng, lão ta đã mượn ít nhất 1 triệu vũ trụ chi lực, cậu không thể chống đỡ được đâu. Diệp Huyên đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thời không nứt ra kia, khàn giọng nói, hiện tại, nếu đạo môn dám cho lão ta mượn lực lượng, thì sau hôm nay, nơi này sẽ không còn đạo môn nữa. Trong thời không vang lên giọng nói khinh miệt, thật là buồn cười, dám uy hiếp đạo môn ta ư, lão tổ chấn tộc, ta cho ông mượn thêm 1 triệu vũ trụ chi lực nữa. Oanh! Trong tinh hà vô tận có vô số lực lượng vũ trụ tinh hà kéo đến. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ đều rung động dữ dội, sau đó dần trở nên hư ảo. Toàn bộ vũ trụ đạo cũng không thể chịu được lực lượng kinh khủng này. 2 triệu vũ trụ chi lực. Nó đáng sợ đến mức nào? Không chỉ có vũ trụ đạo bắt đầu không chịu được, mà cả lão tổ chấn tộc đang mượn lực kia cũng gần như không chịu nổi. Mượn lực. Thật ra đạt tới thiên chi cảnh sẽ có thể mượn lực tinh hà thần, nhưng cũng phải trả. Trả bằng cái gì? Tiền. Chỉ cần trả số tiền thích đáng, đạo môn sẽ vô cùng tạo điều kiện. Nếu ngươi có quyền, quy tắc là để phục vụ cho ngươi, nhưng nếu ngươi có tiền, quy tắc sẽ có thể thay đổi, còn nếu ngươi không có cả tiền và quyền, thì quy tắc sẽ luôn ràng buộc ngươi. 2 triệu vũ trụ chi lực thật sự quá kinh khủng, lúc này, các nơi ở toàn bộ vũ trụ đạo đều bắt đầu sụp đổ. Đạo môn của vũ trụ đạo không thể không vội vàng ra mặt giữ trật tự. Nếu vũ trụ đạo cứ thế sụp đổ, thì bọn họ sẽ khó chối bỏ trách nhiệm. Đương nhiên bọn họ cũng rất phẫn nộ, làm như thế, nếu thật sự phá tan cả vũ trụ đạo thì mọi người đều không có được lợi ích gì. Nhưng bọn họ lại không dám nói gì. Vũ trụ tinh hà thần không thuộc quyền quản lý của đạo môn bọn họ, ở thế tục, đây cũng giống như quan ở kinh thành, không thuộc quyền quản lý của địa phương. Dưới sự bảo vệ của vô số cường giả đạo môn, vũ trụ đạo mới không hoàn toàn sụp đổ. Ở chấn tộc. Lão tổ chấn tộc nhìn Diệp Huyên phía xa, trong mắt lộ vẻ dữ tợn, đến đây, cho ta xem thử rốt cuộc ngươi nghịch thiên đến mức nào đi. Dứt lời, lão ta đè tay phải xuống. Oanh! Trong nháy mắt, vô số lực lượng vũ trụ tinh hà nhanh chóng tập trung về phía lão ta, sau đó mượn thân thể của lão ta làm vật dẫn, chèn ép Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên thu hồi kiếm thanh huyên. Lão tổ chấn tộc sửng sốt. Làm gì thế? Đầu hàng à? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, Thanh Nhi, cho ta mượn chút lực lượng. Ông mượn, ta không biết mượn à? Sau khi cất lời. Oanh! Trong nháy mắt, thời không trên đầu Diệp Huyên nứt ra, một thanh kiếm rơi thẳng xuống. Kiếm hành đạo. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Lúc này, thời không bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nứt ra, sau đó. Một cô gái váy trắng chậm rãi xuất hiện, nàng mặc váy trắng tựa như thần tiên, đôi mắt vô cùng lạnh lùng, trong mắt nàng, tất cả chúng sinh đều tựa như kiến. Lúc này, Tiểu Tháp khẽ thở dài, nơi này xong đời rồi. Tiểu Bút tiếp lời, người hủy diệt vũ trụ. Cô gái váy trắng vừa xuất hiện, Tiểu Tháp và Tiểu Bút đã biết chuyện ở đây sắp kết thúc rồi.
Nếu là muội muội khác xuất hiện, mọi chuyện vẫn còn có hy vọng. Nhưng muội muội này xuất hiện, cũng đồng nghĩa với việc vũ trụ này sắp biến mất rồi. Muội muội khác giết người, cùng lắm chỉ giết một vùng. Còn muội muội này không phải giết một người, mà là giết một vũ trụ. Cô gái váy trắng đột nhiên nắm tay Diệp Huyên, động tác này khiến huyết mạch phong ma của Diệp Huyên lập tức tan đi. Huyết mạch phong ma không sợ trời không sợ đất, nhưng không thể động vào người trước mặt. Cô gái váy trắng chỉ động nhẹ vào cổ tay Diệp Huyên một cái, huyết mạch phong ma vốn muốn lan ra ngoài lập tức bị giam lại. Huyết mạch phong ma kinh ngạc. Cô gái váy trắng nhìn vào đôi mắt như biển mất của Diệp Huyên, được rồi. Diệp Huyên tỉnh lại, nhân từ quá rồi. Đúng là điên cuồng chút thì tốt hơn. Điên cuồng một chút, hắn sẽ có thể làm loạn. Nhìn thấy cảnh này, Tần Quan cau mày. Xảy ra chuyện lớn rồi. Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyên, trong lòng nàng ta dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Bây giờ ai dám giúp Diệp Huyên lấy lại tỉnh táo? Lúc này, lực lượng vũ trụ tinh hà vô cùng vô tận kia lập tức kéo về phía cô gái váy trắng như sóng cuốn, lúc này, vô số cường giả của vũ trụ đạo đều run rẩy. Lực lượng thật sự quá kinh khủng. 2 triệu vũ trụ chi lực. Lực lượng này đáng sợ đến mức nào? Lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên vung tay áo. Oanh! Dưới ánh nhìn của cường giả chấn tộc, lực lượng vũ trụ tinh hà vô tận kia lập tức biến mất không chút tăm hơi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sửng sốt. Lão tổ chấn tộc ngạc nhiên nhìn cô gái váy trắng, ngươi. Lúc này, đầu óc lão ta trống rỗng. Cô gái váy trắng chém ra một kiếm. Vụt! Trong nháy mắt, mấy trăm nghìn cường giả chấn tộc ở bên trong chấn giới đồng loạt rơi đầu. Mấy trăm nghìn cái đầu đầm đìa máu tươi bay lên cao, máu tươi bắn tung tóe như suối, tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Mà ông lão chấn tộc nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn hóa đá. Cô gái váy trắng nhìn lão tổ chấn tộc với nét mặt bình tĩnh như đang nhìn một con kiến. Lão tổ chấn tộc chưa từng bị sỉ nhục như thế bao giờ, nhưng lúc này, lão ta không tức giận, mà chỉ thấy sợ hãi. Chiêu kiếm khi nãy đã khiến toàn bộ chấn tộc đoạn tử tuyệt tôn. Lão tổ chấn tộc run rẩy hỏi, ngươi là ai? Là ai? Cô gái váy trắng lại chém tới một kiếm. Vụt! Kiếm quang lập tức xuyên thủng qua giữa chân mày lão tổ chấn tộc, sau đó, kiếm quang kia rung động dữ dội, lão tổ chấn tộc lập tức quỳ xuống đất. Cô gái váy trắng thản nhiên nhìn lão tổ chấn tộc, lo mà quỳ đi, đừng lắm lời. Sau đó, nàng ấy nhìn về phía sâu trong inh không, đích đến của tầm mắt là vũ trụ tinh hà vô tận. Ánh mắt cô gái váy trắng lạnh như băng, lăn ra đây quỳ xuống. Dứt lời, nàng ấy mở tay phải. Kiếm hành đạo bay vào sâu trong tinh không vô tận kia. Lúc này, sâu trong tinh không vô tận đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ, láo xược. Sau khi nói xong, tinh không vô tận kia lập tức sôi trào, lực lượng vũ trụ tinh hà vô cùng vô tận xông về phía thanh kiếm kia, nhưng lực lượng này còn chưa tiếp xúc tới kiếm hành đạo đã bắt đầu tán loạn như tuyết gặp dầu sôi, không chịu nổi một đòn. Lúc này, sâu trong tinh không vô tận vang lên một giọng nói sợ hãi, sao có thể a? Một khắc sau, kiếm hành đạo bay về lại trước mặt cô gái váy trắng, trước mặt nàng ấy không xa có một cô gái quỳ xuống, hai đầu gối của cô gái bị hai tia kiếm quang ghim vào, không thể cử động. Người này chính là thần vũ trụ tinh không? Trông coi vũ trụ tinh không vô tận. Cô gái này nhìn cô gái váy trắng như nhìn thấy quỷ, cô là ai? Nét mặt cô gái váy trắng không chút cảm xúc, nàng ấy nhìn về phía sâu trong tinh không, đạo môn. Dứt lời, nàng ấy vung tay áo, kiếm hành đạo bay ra. Vụt! Lúc này, 2 triệu vũ trụ tinh không ở sâu trong tinh không lập tức bốc cháy. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thần vũ trụ tinh không lập tức thay đổi, nàng ta hoảng sợ nói, cô muốn hủy diệt cả 2 triệu vũ trụ tinh không sao, cô có biết mình đang làm gì không? Cô! Vụt! Còn chưa nói xong, một thanh kiếm đã đâm vào trong cổ họng của nàng ta. Giọng nói dừng lại. Cô gái váy trắng nhìn về phía thần vũ trụ tinh không, lo mà quỳ đi. Đừng nói gì cả. Thần vũ trụ tinh không. Cô gái váy trắng nhìn về nơi sâu nhất trong tinh không, lúc này, vũ trụ tinh không vô tận kia đang biến mất từng chút một. Lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên vung tay áo,
2 triệu vũ trụ tinh không kia lập tức bị đánh tan, biến thành một vùng đen kịt. Nhìn thấy cảnh này, thần vũ trụ tinh không lập tức ngồi sụi lơ dưới đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một kiếm tiêu diệt 2 triệu vũ trụ. Lúc này, lão tổ trấn tộc ở bên cạnh nàng ta cũng hoàn toàn ngơ ngác. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Cô gái váy trắng thản nhiên nhìn vũ trụ đã bị đánh tan kia, nở một nụ cười khinh thường, cứ tưởng rằng đối phương sẽ ngăn cản, nhưng không ngờ rằng đối phương lại không làm gì. Nếu đã thế thì tiếp tục giết thôi. Cô gái váy trắng xoay người mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo bay lên cao, đi vào trong đám mây, một khắc sau, thanh kiếm treo ngược lao thẳng xuống. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ đạo bắt đầu trở nên hư ảo. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lão tổ trấn tộc thoáng chốc thay đổi, cô. Còn chưa nói xong, một thanh kiếm đã xuyên thủng cổ họng lão ta, khiến lão ta phải im lặng. Cô gái váy trắng lạnh lùng nhìn lão tổ trấn tộc, đã nói là quỳ đừng nói gì rồi. Hiểu không? Lão tổ trấn tộc. Lúc này, thời không phía xa đột nhiên nứt ra, sau đó, một ông lão xuất hiện. Ông lão nhìn cô gái váy trắng, sau đó nói với giọng điệu nặng nề, các hạ. Tại hạ là người phụ trách đạo môn của vũ trụ đạo, các hạ. Xoẹt. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua giữa chân mày ông ta. Ông lão đứng sững lại tại chỗ. Lúc này, thời không xung quanh đột nhiên rung động, vô số cường giả chen chúc bước ra. Người đến đều là cường giả của đạo môn, nhưng những người này vừa xuất hiện, một tia kiếm quang đã lóe lên, thoáng chốc, mấy trăm cái đầu văng lên cao, máu tươi nhuộm đỏ chân trời. Nhìn thấy cảnh này, người phụ trách đạo môn bị cố định lại kia trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Lúc này, kiếm hành đạo chậm rãi rơi xuống, toàn bộ vũ trụ đạo bắt đầu sụp đổ. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ chân trời phía xa, các hạ, tại hạ là Khương Minh, tộc trưởng của Khương tộc, các hạ có thủ oán với trấn tộc, tiêu diệt trấn tộc cũng không sao, nhưng các hạ tiêu diệt vũ trụ đạo, hành động này sẽ làm ảnh hưởng đến quy luật tự nhiên, các hạ có thể gánh vác được nhân quả này sao? Cô gái váy trắng nhìn chân trời phía, một khắc sau, có tia kiếm quang đột nhiên bay ra, trong nháy mắt, tia kiếm quang đó chém thẳng xuống từ trên bầu trời của Khương tộc. Khương tộc thoáng chốc bị giết sạch. Khương Minh nơi chân trời hoảng sợ nói, cô. Cô gái váy trắng lại chém ra một kiếm nữa. Chân trời phía xa, một cái đầu máu chảy đầm đìa rơi xuống. Ba thế lực lớn ở vũ trụ đạo đã bị tiêu diệt mất hai. Cô gái váy trắng lạnh lùng quay đầu nhìn về phía xa, chân trời ở nơi đó có một người đàn ông trung niên đang đứng, ông ta chính là tộc trưởng của Tưởng tộc Tưởng Nguyên. Khi nhìn thấy Khương Minh bị chém chết, Tưởng Nguyên cũng cảm thấy không khỏe. Một người đang yên đang lành, nói chết là chết. Tưởng Nguyên chần chừ một lát, sau đó cúi thấp người, tiền bối, ta chỉ là đi ngang qua, không có ý gì khác. Cô cứ tự nhiên. Nói xong, ông ta xoay người bỏ chạy. Cùng lúc đó, ông ta còn ra lệnh cho tất cả cường giả của Tưởng tộc chạy trốn. Một kiếm tiêu diệt thế giới, Tưởng tộc chỉ có thể trốn bao nhiêu người thì trốn. Cô gái váy trắng cũng không giết Tưởng Nguyên, tay phải của nàng ấy nhẹ nhàng đè xuống, kiếm hành đạo rơi xuống, toàn bộ vũ trụ đạo bắt đầu sụp đổ, lúc này, trật tự của vũ trụ đạo đã sụp đổ, thời gian cũng biến mất. Tần Quan ở bên cạnh nhìn cô gái váy trắng, thầm thở dài. Chỉ Diệp Huyên có thể ngăn cản cô gái váy trắng, nhưng lúc này Diệp Huyên đã hoàn toàn điên cuồng, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản cô gái váy trắng. Đương nhiên bây giờ cũng vô dụng rồi. Lúc này, lão tổ trấn tộc và thần vũ trụ tinh không ở bên cạnh mới thật sự tuyệt vọng. Đặc biệt là thần vũ trụ tinh không, lúc này, thực lực của cô gái váy trắng đã thay đổi nhận thức của nàng ta. Một kiếm tiêu diệt vũ trụ đạo đã là gì? Một kiếm đánh tan 2 triệu vũ trụ mới là đáng sợ. Hơn nữa, đến tận bây giờ, đạo môn cũng không có ai ra ngăn cản nữa, việc này có ý nghĩa thế nào? Toi rồi. Nàng ta biết số phận của nàng ta coi như hoàn toàn toi đời rồi. Nghĩ đến đây, nàng ta không khỏi nhìn lão tổ trấn tộc bên cạnh, lúc này, đương nhiên trong lòng nàng ta lúc này cũng có oán hận. Nếu không vì người này, sao nàng ta có thể gặp phải tình cảnh như thế? Lúc này, lão tổ trấn tộc cũng rất tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng.
Lão ta đột nhiên hiểu ra câu nói của Diệp Huyên khi vừa đến chấn tộc rồi. Đánh thắng, tiêu diệt chấn tộc. Đánh thua, cũng vẫn tiêu diệt chấn tộc. Nghĩ đến đây, lão tổ chấn tộc chợt cười tự giễu, lão ta nhìn về phía cô gái váy trắng, ta nguyền rủa cô. Cô gái váy trắng nhìn lão tổ chấn tộc, lão ta gằn giọng nói, nữ nhân, ta nguyền rủa cô chết không tử tế. Hôm nay cô tàn sát mấy triệu vũ trụ, nhân quả vô tận thế này, cuối cùng cũng sẽ có người khiến cô nợ máu phải trả bằng máu, thần nhân quả của đạo môn sẽ không bỏ qua cho cô đâu, cô. Im miệng. Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên từ trong vũ trụ tinh không vô tận. Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng xuất hiện ở bầu trời trên đầu mọi người, người đàn ông cúi thấp người với cô gái áo trắng, thần nhân quả của đạo môn bái kiến thiên mệnh đại nhân. Lão tổ chấn tộc sửng sốt. Cô gái váy trắng nhìn thần nhân quả, ta không thích ngẩng đầu nói chuyện với người khác. Nghe vậy, sắc mặt thần nhân quả thoáng chốc tái mét, ông ta không chút do dự chậm rãi quỳ xuống, bái kiến thiên mệnh đại nhân. Nhìn thấy cảnh này, lão tổ chấn tộc như bị điện giật, đầu óc trống rỗng. Lúc này thần vũ trụ tinh không ở một bên cũng tỏ vẻ ngơ ngác. Nàng ta biết thần nhân quả này chắc chắn biết lai lịch của cô gái váy trắng. Nàng ta nhìn thần nhân quả, ông biết nàng sao, ông. Thần nhân quả bình tĩnh đáp, chúng ta không quen nhau, xin cảm ơn. Thần vũ trụ tinh không, lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên lắc đầu, giết còn chưa đã. Sau đó, nàng ta nhìn về phía thần vũ trụ tinh không, nào, gọi người đi. Ta còn muốn giết nữa, thần vũ trụ tinh không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 242.